À, xin chào các anh chị. Hôm trước thì chúng ta đã nói tới cái hiệu ứng đường cong G, nào mà. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần còn lại của cán cân thanh toán anh chị ha. Hôm bài vừa rồi mọi người còn thắc mắc gì không ạ? Như vậy hôm rồi chúng ta đã nói về thành phần của cán cân thanh toán, chúng ta đã đi qua một cái thành phần quan trọng đó là tài khoản vãng lai. Chúng ta cũng đã nói về các cái nhân tố ảnh hưởng lên cái dòng thương mại quốc tế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tài khoản vãng lai của một quốc gia. Và trong đó thì có một cái yếu tố rất được hay mọi người quan tâm, đó là yếu tố sự thay đổi của tỷ giá hối đoái, và cụ thể là cái chính sách gọi là phá giá đồng nội tệ để có thể khai thác được cái lợi thế về thương mại thường được một số quốc gia áp dụng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã nói với nhau rằng là nếu như cái việc mà phá giá đồng nội tệ xảy ra đó thì nó có thể gây ra cái hiệu ứng đường cong G, tức là khi chúng ta phá giá thì cái cán cân chúng ta đang bị thâm hụt nó sẽ tiếp tục bị thâm hụt thêm một khoảng thời gian nữa trong ngắn hạn. Ngắn hạn ở đây có thể là tính 6 tháng cho đến thậm chí là 12 tháng, 18 tháng luôn. Rồi sau đó thì cán cân sẽ bắt đầu dần được cải thiện, nào mà nó sẽ thay đổi cái nó sẽ làm gia tăng sức mua của những nhà nhập khẩu nước ngoài. Do cái đồng tiền của họ tăng giá lên thì họ sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên là để cái việc mà bán hàng hóa cho nước ngoài được thuận lợi thì chúng ta đã bàn với nhau ở lần trước, đó là chúng ta cần phải nội địa hóa nguyên vật liệu đầu vào, đúng không ạ? Thiết kế cái nền kinh tế của mình theo cái hướng xuất khẩu, và hàng hóa của chúng ta là phải đủ chuẩn thương mại quốc tế. Thì lúc đó chúng ta mới có được những cái đơn hàng từ thế giới được. Rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái phần còn lại, đó là chúng ta nói về tài khoản vốn và cái tài khoản tài chính cũng như là những cái phần liên quan đến sai số. Thì tài khoản vốn, tiếng Anh mình gọi là capital account. Thì trước đây thì tài khoản vốn nó khá là lớn, nhưng mà sau này thì IMF đã hướng dẫn các cái quốc gia thành viên khai báo lại cái phần tài khoản vãng lai, tức là ghi nhận lại phần tài khoản vãng lai, xin lỗi, tài khoản vốn. Thì bây giờ thì cái phần tài khoản vốn này nó chỉ được dùng để theo dõi cái giá trị tài sản tài chính được chuyển qua biên giới bởi những cái người chuyển đến một quốc gia khác, tức là cái phần dòng vốn nó đi theo cái quá trình di cư. Như vậy là nếu như mà công dân nước nào mà rời bỏ nước đó đi đến một nước khác thì cái phần tài sản mà đi theo cái người đó chúng ta sẽ hạch toán vào trong tài khoản vốn. Sự chuyển giao về cái bằng phát minh sáng chế nhãn hiệu, đó là cái phần này thì cũng sẽ được ghi vào trong cái phần tài khoản vốn luôn. Thì tài khoản vốn nhìn chung thì nó có giá trị tương đối nhỏ, một số quốc gia thì người ta cũng ít có ghi nhận nó và cũng ít có nghiên cứu về nó. Tuy nhiên thì có lần mình cũng đã trao đổi với các anh chị rồi đó, là một số sách giáo khoa vì cái thói quen trước đây họ vẫn ghi tài khoản vốn đó mà. Thế thì cái tài khoản vốn mà sách giáo khoa đang đề cập đến các anh chị á, đó là cái nội hàm ở bên trong của tài khoản vốn đó là muốn ám chỉ tài khoản tài chính, financial account đó mà. Cái ngày nay người ta hay sử dụng hơn. Như vậy tài khoản tài chính, financial account thì nó theo dõi vấn đề gì? Financial account thì nó sẽ theo dõi các cái dòng vốn đầu tư vào hoặc là dòng vốn đầu tư tức là dòng vốn đi vào hoặc là dòng vốn đi ra khỏi một quốc gia dưới các cái hình thái đầu tư khác nhau. Thì thông thường thì các quốc gia người ta sẽ ghi nhận cái hình thức đầu tư vốn, cái dòng vốn này theo cái hình thức mà nó đầu tư. Như vậy người ta sẽ ghi ba nhóm. Thứ nhất là nhóm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Foreign Direct Investment, FDI nào mà. Thì cái dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài này đó là bao gồm cái dòng dòng vốn đến từ các cái công ty hoặc là các cái nhà đầu tư cá nhân nào mà họ đầu tư vào một cái quốc gia. Và làm sao thì để người ta phân biệt giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và hình thức còn lại, thì cái hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài này á, là thông thường là nó sẽ liên quan đến cái sự kiểm soát cái doanh nghiệp mà họ đầu tư ở nước ngoài.
À, như vậy thì theo cái định nghĩa này thì cái dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nó sẽ bao gồm khoảng là 51% cổ phần trở lên đối với cái doanh nghiệp mà ta liên doanh với nhau đâu mà. Tuy nhiên thì một số quốc gia thì họ hạ cái tiêu chuẩn này xuống đâu mà, có thể là 30 đâu mà, thậm chí là ở thị trường Mỹ thì chỉ cần chúng ta đầu tư một lượng vốn 10% thôi thì cái dòng vốn đó sẽ xếp vào nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vậy xin nhắc lại, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cái chữ trực tiếp này là nó ám chỉ đến cái việc đó là chúng ta đầu tư và chúng ta tham gia vào cái quyền quản trị, đúng không? Quản trị điều hành cái doanh nghiệp đó đó chị, gọi là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì cứ theo định nghĩa thôi thì cái dòng vốn này được gọi là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khi mà cái đối tác góp vốn người ta kiểm soát từ 51% vốn cổ phần trở lên. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia họ sẽ có một cái quy định khác nhau liên quan đến tính cái dòng vốn nào là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cái chữ trực tiếp ở đây là ám chỉ đến là cái dòng vốn đó nó sẽ trực tiếp tác động vào cái quá trình điều hành và quản lý một doanh nghiệp. Cái hình thức đầu tư thứ hai đó gọi là đầu tư gián tiếp nước ngoài. Nào mà đầu tư gián tiếp nước ngoài là cái hình thức đầu tư mà trong đó các cái dòng vốn hoặc là các cái quỹ đầu tư họ đầu tư vào danh mục các cái chứng khoán nói chung, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, vân vân, đâu mà. Và ở đây thì họ chỉ đầu tư để thứ nhất có thể là họ sẽ kiếm lời dựa trên cái sự biến động giá cổ phiếu mà họ đầu tư. Thứ hai là có thể nhận được một cái cổ tức mà hoặc cái lợi tức trên cái chứng khoán đó và không có liên quan đến cái quyền kiểm soát doanh nghiệp. Tức là họ chỉ đầu tư vậy thôi chứ họ không có kiểm soát, tức là họ không có liên quan đến cái quyền là sẽ điều hành cái doanh nghiệp đó, đúng không? Sản xuất cái gì, mua bán kinh doanh cái gì. Tất nhiên nói như vậy thì không phải là họ không có liên quan, họ cũng sẽ liên quan nhất định, bởi vì có một số lượng nhà đầu tư nước ngoài mà thông qua các cái quỹ đầu tư đó, họ đầu tư vào các doanh nghiệp thì họ thật ra thì các quỹ đầu tư họ cũng không nắm giữ quá nhiều cổ phiếu của một công ty trên cái tỷ trọng vốn của họ. Cho nên là bởi vì họ còn phải đa dạng hóa đầu tư nên chị, họ không không có chủ đích là đầu tư vào một công ty duy nhất. Chính vì điều này cho nên là cái lượng cổ phiếu mà họ sở hữu thì thường là tương đối thấp, không nhiều. Nhưng mà thông qua cái lượng cổ phiếu thấp đó thì họ vẫn có một cái tiếng nói nhất định đối với cái tình hình kinh doanh của công ty. Bởi vì nói gì thì nói, việc cổ phiếu của công ty thì nó sẽ có liên quan rất là mật thiết với cái tình hình kinh doanh của công ty. Đó, cho nên là nếu như mà cái tình hình kinh doanh của công ty mà tốt thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng. Như vậy là cái giá trị đầu tư của các cái dòng vốn đầu tư gián tiếp này thì nó sẽ có lợi. Cho nên là những cái quỹ đầu tư á, vào chứng khoán của các cái doanh nghiệp á, thì họ cũng sẽ có một cái họ thường xuyên là thực hiện cái tư vấn mà với cái kiến thức với cái kinh nghiệm của họ thì họ sẽ tư vấn những cái mô hình quản trị, chỉ đưa lời tư vấn vậy thôi, còn việc có nghe hay không thì lại là do cái nhóm cổ đông mà kiểm soát doanh nghiệp đó họ quyết định, do đại hội cổ đông họ quyết định. Chứ còn ở đây là mình chỉ tư vấn mà có thể là một cái báo cáo về thị trường, xu hướng về thị trường để giúp cho cái công ty mình thì định hướng là trong giai đoạn sắp tới thì mình nên kinh doanh cái gì, mình nên phát triển thị trường ở đâu thì nó sẽ có lợi nhất cho công ty. Như vậy thì mình sẽ có cái dòng vốn thứ hai này được gọi là foreign indirect investment, đúng không ạ? FII. Hoặc là nếu chúng ta gọi dưới dạng danh mục thì ta có là foreign portfolio, đó, đầu tư dạng danh mục investment hay được gọi là FDI. Còn cái này thì mình gọi là FDI, foreign direct investment. Foreign direct investment với tắt là FDI, đúng không? FDI. Còn như là foreign indirect, đúng không? Indirect investment, đúng không? Hoặc là mình gọi là portfolio investment. À, một số cái hình thức đầu tư vốn khác. Thì các cái dòng vốn mà các nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào quốc gia dưới các dạng đầu tư khác, chẳng hạn như là những cái khoản vốn ODA, vốn viện trợ, đúng không ạ? Thì nó được ghi vào đây.
hoặc là các cái đầu tư ngắn hạn nào mà các cái dòng vốn đầu tư ngắn hạn khác thì cũng sẽ được ghi vào trong cái khoản mục đầu tư vốn thứ ba nào mà theo dõi khoản thứ ba này. Một cái khoản mục nữa ở trong cái cán cân thanh toán đó là phần error nào mà error and omission, đó là cái lỗi và cái sai số cũng như là cái phần reserve dự trữ ngoại hối. Thì cái lỗi và cái sai số này thông thường thì nó có thể xảy ra khi mà cái thời điểm người ta ghi nhận cái tiền nó khác biệt nhau. Ta lấy một thí dụ chẳng hạn như là khi chúng ta xuất khẩu một lượng hàng hóa qua khỏi hải quan thì hải quan sẽ ghi nhận, ví dụ như là chúng ta chuyển một lượng hàng hóa đi thì hải quan ghi nhận rằng là có một cái doanh nghiệp người Việt Nam xuất khẩu một cái lượng hàng hóa đi trị giá là 500 đô la. Như vậy lúc này chúng ta sẽ ghi ở trong cái giá trị xuất khẩu một cái bút toán là 500 đô la. Tuy nhiên là chúng ta thì lại không ghi nhận được cái dòng tiền mà nó đi về, chúng ta chỉ ghi cái số vậy thôi. Như vậy là nếu như mà cái dòng tiền mà chúng ta tạo ra đó chị, cái dòng tiền mà chúng ta tạo ra nó không có tương xứng với cái dòng này á, thì nó dẫn đến một cái chuyện đó là cái cán cân của mình nó sẽ bị sai sót, à mà sẽ sai sót. Một lát mình sẽ có cho một số cụ thể anh chị thấy cái hiện tượng này. Thì nó xảy ra là do cái cơ quan mà theo dõi cái kết quả giao dịch này á, là nhiều cái cơ quan khác nhau. Ví dụ như hải quan họ đâu cần theo dõi là cái tiền đó khi nào về, ai là người lãnh về họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến câu chuyện là tôi sẽ ghi nhận qua khỏi biên giới này có một người xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá 500 đô la hết. Nào mà còn cái dòng tiền nó lại phụ thuộc vào cơ quan khác, chẳng hạn như là ngân hàng trung ương, họ sẽ theo dõi cái dòng đầu tư của các nhà đầu tư ở Việt Nam hoặc là các cái giao dịch thanh toán giữa Việt Nam và thế giới. Đấy, thì nó lại liên quan đến cái bút toán là sử dụng cái 500 đô la này như thế nào. Và như vậy cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu sử dụng 500 đô la này nó lệch đi so với cái năm mà chúng ta ghi nhận cái dòng thu này, thì kết quả là trên cái cán cân thanh toán của chúng ta nó sẽ xảy ra cái sai sót. Nào mà cái sai sót này là liên quan đến việc là thời điểm chúng ta ghi nhận báo cáo. Nào mà hoạt động kinh tế thì nó cứ diễn ra liên tục vậy thôi, nhưng mà chúng ta cần phải chặn lại tại một thời điểm nào đó để chúng ta ghi nhận báo cáo. Thì chính cái việc mà chúng ta không thể nào chờ đợi tất cả các cái hoạt động nó đều hoàn tất hết rồi cả thế giới này nghỉ ngơi rồi mình mới ghi nhận, không thể được, mình tự chọn một thời điểm để mình báo cáo thôi. Thì chính cái cách mình chọn thời điểm đó, những cái giao dịch nó chưa có hoàn tất thì nó dẫn đến một cái sự sai sót trong cái cán cân. Thì cái này là lỗi liên quan đến việc người ta đo lường nào mà tính toán tại cái thời điểm mà chúng ta ghi nhận cái cán cân thanh toán. Một số khác có vẻ nghiêm trọng hơn, đó là lỗi hoặc là sai số do các hoạt động kinh tế ngầm mà chúng ta không quản lý được nào mà. Ta lấy một thí dụ như là một một cái nhà đầu tư nào đó đâu mà người ta đã bằng cách nào đó người ta đã mua một cái lượng hàng hóa về Việt Nam nhưng họ không kê khai đầu vào đâu mà họ không kê khai đầu vào, rồi sau đó họ sản xuất ra một cái mặt hàng, sau đó họ bán sang một nước khác đâu mà kết quả là chúng ta sẽ ghi nhận được cái dòng tiền, tức là ta bán được hàng hóa ra nước khác nhưng ta không ghi nhận được dòng nguyên liệu đâu mà. Hoặc là sau khi mà chúng ta bán được một lượng hàng hóa qua biên giới rồi, người ta lại dùng cái tiền đó không biết làm gì mà ta không đổ nó về nước của mình chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta lại tùy vào cái nghiệp vụ mà nó sẽ phát sinh những cái khoản dấu cộng hoặc dấu trừ, tức là mình có thêm tiền hoặc là mình mất tiền mà mình không biết là nó tại sao. Thì những cái hoạt động đó thông thường nó do là các hoạt động kinh tế ngầm, chẳng hạn như là các hoạt động giao dịch phạm pháp, một số hoạt động liên quan đến rửa tiền, tội phạm vân vân, thì nó có thể xảy ra cái hoạt động sai số đó. Khoản mục cuối cùng là khoản mục dự trữ ngoại hối rồi. Như các anh chị đã biết á, dự trữ ngoại hối chính là một cái khoản mà khi chúng ta cộng tài khoản vãng lai, tài khoản tài chính nào mà sai số và phần dự trữ ngoại hối thì nó sẽ bằng không, nào mà bốn khoản mục đó lại thì nó sẽ bằng không, tổng cán cân nó bằng không. Như vậy cái phần dự trữ ngoại hối nó sẽ có cái dấu đối với tất cả các khoản mục khác, nó biểu thị cho cái khoản có thể gọi là cái khoản tích lũy nào mà dư thừa mà một quốc gia có được, nào mà khi chúng ta tiến hành cái hoạt động buôn bán với nước ngoài, đón nhận dòng vốn đầu tư nào mà, thì chúng ta sẽ có một cái dòng tiền
dòng thặng dư, và lúc này có thể là ngân hàng trung ương sẽ mua vào để làm tài sản tích trữ. Thì cái khoản dự trữ này nó đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì nó chính là một chiếc phao cứu sinh của nền kinh tế. Là mà khi nền kinh tế mà gặp một cái trục trặc nào đó, chẳng hạn như là chúng ta bị khủng hoảng kinh tế, hay là chúng ta bị cấm vận, hay là chẳng hạn như là dịch bệnh chẳng hạn, đâu mà các hoạt động sản xuất kinh tế nó bị trì trệ lại, nhưng mà chúng ta cần phải nhập khẩu một số lượng hàng hóa thiết yếu nào đó để phục vụ cho nền kinh tế, cho một cái hoạt động chống dịch, đâu mà thì lúc đó chúng ta lại sử dụng cái gì, đâu mà thì chúng ta lại sử dụng cái lượng đô la mà chúng ta đã tích lũy. Trên dự trữ ngoại hối nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thế thì dự trữ ngoại hối bao nhiêu là được? Thì khi chúng ta hỏi dự trữ là bao nhiêu thì cái dự trữ này nó cũng giống như là tiền tiết kiệm của anh chị vậy thôi, nhưng mà nó là tiền tiết kiệm của quốc gia. Như vậy thì dự trữ thì càng nhiều càng tốt, giống như chúng ta vậy thôi, tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên là dự trữ ngoại hối á, thì cái càng nhiều thì chưa chắc nó đã càng tốt, đúng không? Bởi vì nó sẽ phát sinh nhiều cái loại chi phí khác, đúng không? Chi phí khác, và nó làm cho cái quá trình dự trữ đó sẽ trở nên tốn kém hơn. Chẳng hạn như là nếu chúng ta dự trữ rất nhiều bằng cái đồng tiền ngoại tệ, thì cái kho dự trữ của chúng ta đó, cái đặc điểm của dự trữ ngoại hối là gì? Là anh chị phải dự trữ bằng tiền của các cái quốc gia khác, đúng không? Và cái giá của các đồng tiền đó đó thì nó thay đổi so với đồng tiền của mình, cho nên nó làm cái tài sản dự trữ đó nó sẽ tăng lên hoặc nó giảm đi, nó phụ thuộc vào cái giá trị của cái đồng tiền một nước khác, đúng không? Nó có chịu là chỗ đó. Chúng ta đang giữ một cái tài khoản làm tài sản dự trữ, nhưng cái phần tài sản đó có thể là một cái lượng tiền của các quốc gia khác. Như vậy quốc gia đó nếu mà nó làm cho đồng tiền nó mất giá thì cái tiền tiết kiệm của mình trong túi của mình đó, lại trở nên giảm cái sức mua đi, đâu mà ví dụ như trước đó một lượng tiền như vậy là tương đương với một một lượng vàng, nhưng mà bây giờ do họ hạ cái tỷ giá hối đoái xuống thì họ làm cho đồng tiền họ bị mất giá, thì lúc đó cái lượng tiền dự trữ của mình nó lại không mua lại được một cái lượng vàng như trước đây, thì vậy đó làm giảm cái sức mua, giảm sức mua. Ý tưởng ở đây là như vậy. Thì ở đây thì thông thường các quốc gia người ta sẽ lấy cái tuần dự trữ chị ha, tuần dự trữ ra là một thước đo, đâu mà tuần dự trữ ra là một thước đo, thì cái phần dự trữ như thế nào được gọi là an toàn. Người ta không nói càng nhiều càng tốt hay như thế nào, mà người ta nói tới yếu tố dự trữ an toàn. Thì một tiêu chí để người ta đo lường đó là 12 tuần nhập khẩu. Như vậy dự trữ ngoại hối được xem là an toàn khi mà cái số tiền dự trữ đó nó đủ sức để cho nền kinh tế có thể nhập khẩu, trả cho các cái đơn nhập khẩu bình thường mình đang nhập khẩu đây nè, một tuần về mình tốn bao nhiêu đô la, thì cái số tiền dự trữ đó nếu nó đảm bảo cho cái việc chúng ta vẫn duy trì cái nhập khẩu này trong vòng 12 tuần trở lên thì người ta gọi đó là an toàn, được không ạ? À? Trong một tình huống nào đó chúng ta không 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 có tiền nào mà không có cái đồng tiền đô la nào vào hết, bây giờ mình lấy tiết kiệm mình ra mình xài, thì khoản tiết kiệm đó có thể giúp cho anh chị cover được bao nhiêu tuần nhập khẩu, đâu mà thì cái số tuần nhập khẩu được gọi là an toàn, tức là 12 tuần, tức là đâu đó gần một quý, đâu mà vẫn đảm bảo chi trả được cho một quý nhập khẩu để tránh gây ra cái tình trạng khủng hoảng. Thì người ta đo lường cái dự trữ ngoại hối là thông qua tuần nhập khẩu anh nha, tuần nhập khẩu. Rồi đó là giới thiệu sơ một số ý với chúng ta như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái ví dụ về cái cán cân thanh toán ha, rồi sau đó anh chị sẽ thấy các yếu tố này, các cái thành phần của cán cân. Cái ví dụ này thì mình cũng đã gửi cho các anh chị rồi đó.
Anh chị đợi mình cái. Bây giờ mình sẽ xem, mình sẽ quan sát cái hôm trước là mình đã quan sát cái current account rồi, nào mà tài khoản vãng lai, ha, tài khoản vãng lai. Thì mình có một cái private ở đây, một cái đồ thị ở đây, cán cân tài khoản vãng lai. Thì cái good and services, cái đường màu cam này thì rất là giống với cái đường tài khoản vãng lai, cho nên mình khi mình phân tích, thay vì mình phân tích cái đường màu xanh này tới đường CA, đường current account, thì thông thường là mình sẽ phân tích cái đường màu cam hơn, đó mà các cái nhân tố ảnh hưởng lên cán cân thương mại xuất nhập khẩu là chủ yếu. Ở đây là tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới cái Financial account, đâu mà Financial account dòng màu xanh này các anh chị, đường màu xanh này chính là Financial account, tài khoản tài chính, đâu mà tài khoản tài chính thì nó sẽ theo dõi ba cái dòng vốn. Thứ nhất là cái dòng màu cam này là Direct Investment, dòng màu cam lên chị, Direct Investment, đâu mà Foreign Direct Investment. Cái dòng màu xám này là Portfolio Investment, đâu mà và cái dòng màu vàng này đó mà, là Other Investment. Rồi. Bây giờ mình thấy thứ nhất mình nhận xét thứ nhất á, là cái đường màu cam này là cái Foreign Direct Investment này á, nó là cái khoản có một số âm đó mà nó dưới cái trục trục hoành thì trước đây thì thông thường người ta đo nó bằng số dương luôn đó mà, nhưng mà bây giờ tại vì cái quan điểm của người ta là dòng vốn vào thì chúng ta sẽ ghi dấu cộng. Như vậy nếu mà nhà đầu tư nước ngoài mà đổ vốn vô Việt Nam á, thì chúng ta sẽ ghi bút toán dấu cộng đó mà. Nhưng mà sau đó thì IMF lại định nghĩa lại và gần đây thì họ lại đổi cái kiểu ghi và họ sẽ ghi toàn bộ cái dòng vốn của chúng ta là dòng vốn mang dấu trừ. Anh chị nhìn thấy cái FDI nè, cái financial nè, thì mình thấy là cái họ định nghĩa cái phần mà dòng vốn đi vào đó anh chị, đâu mà đây dòng vốn đi vào đó nó là liability, đâu mà dòng vốn đi vào là liability tức là nợ. Thì mình hiểu về mặt quan điểm tài sản thì đúng rồi, dòng vốn người ta đổ vô mình đó, đâu phải của mình đâu mà là của người ta, cho nên họ xem cái này là nợ. Còn dòng vốn mà chúng ta đầu tư ra bên ngoài đó thì họ mới gọi là asset. Cho nên mình thấy là cái asset của mình nè, cái mà mình đầu tư ra bên ngoài thì rất là ít, nhưng mà cái mà mình thu được á, thì nó rất là nhiều. Cho nên là mình là quốc gia nhận vốn ròng, nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mình là một trong những quốc gia thuộc về nước đón dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trên thế giới. Portfolio investment cũng vậy, chúng ta cũng là nhà đón nhận cái vốn đầu tư gián tiếp đâu mà thông qua thị trường chứng khoán. Mình thấy khối ngoại có gì đó, mà đây chính là cái thông số được đề cập ở đây đây các anh chị, portfolio investment. Rồi cái other investment của mình thì nó cũng là một số âm luôn, đó mà là một số âm và gần đây thì nó bắt đầu là một số dương, đó mà số dương này thì mình thấy rằng là tại sao nó là số dương. Thì mình thấy rằng đây chúng ta trước đây á, gần như vào năm 2007 lẻ tám này nọ kia đổ về trước thì chúng ta là quốc gia có cái asset là một số âm. Asset là một số âm nghĩa là gì ạ? Đây anh chị, ở đây là cái liability đây, nào liability đây là số dương này, đây là số dương. Số dương này ám chỉ là chúng ta đang mắc nợ người ta nhiều.
mà chúng ta vẫn là một quốc gia đón nhận cái dòng vốn đầu tư quốc tế mà dưới dạng các khoản viện trợ hỗ trợ không giống như là ODA đâu mà vốn viện trợ phát triển chính thức đó anh chị. Cái dòng vốn đó nó mình hay dùng cái chữ là viện trợ nhưng mà thật ra nó là cái vốn vay với giá rẻ. Mình dùng cái chữ viện trợ là bởi vì cái dòng vốn đó thông thường á, nó sẽ có khoảng 25% là người ta cho mình luôn, không cần phải trả lại. Tức là cho mượn 100 thì mình trả 75% thôi. Đó là cái sự hỗ trợ của cái nước cho vay đối với những cái nước con nợ. Đấy. Thì nó liên quan đến việc là các cái quốc gia mà đón nhận cái dòng vốn đó đó thì thông thường là cái dòng vốn đó nó lâu dài anh chị. Thời gian khoảng từ 20 cho đến là khoảng 40 năm. Thành ra là qua cái khoảng thời gian lâu như vậy đó thì thường là đồng tiền của các quốc gia kém phát triển á, nó sẽ bị mất giá. Chính vì cái đồng tiền nó bị mất giá như vậy nó dẫn đến cái món nợ của mình á, nó trở nên cao hơn. Ví dụ như là trước đây năm 1995 thì một đô la Mỹ có giá khoảng 14.000 đồng Việt Nam, 14, 19 gì đó. Bây giờ mình thấy sao ạ? Bây giờ mình thấy một đô la Mỹ nó có giá đến 23.000 Việt Nam đồng. Vậy anh chị đã vay từ năm 1995 một lượng đô la và đến năm 2021 này anh chị chuẩn bị trả nợ đâu mà thì nó khoảng đâu đó bao nhiêu ạ? 26, 27 năm, nói chung là khoảng 30 năm đi. Thì lúc đó mình thấy cái đồng đô la Mỹ đã tăng giá rất là lớn. Anh chị lấy 23.000, anh chị chia cho 14.000, mình nhớ chính xác 14.000 thì nó đã tăng giá rất là lớn đâu mà, tăng giá ra mấy chục phần trăm. Thì cái sự tăng giá mà mấy chục phần trăm đó thì mình thấy rằng là các cái quốc gia mà đang hoặc là kém phát triển họ sẽ than phiền là cái món nợ giờ đây nó lớn quá đâu mà, nó lớn quá và nó đe dọa cái khả năng trả nợ của họ. Như vậy thì thông thường ODA đó người ta sẽ có một cái khoản gọi là khoản viện trợ không hoàn lại ít nhất là 25%. Đó. Tức là tài trợ cho các cái quốc gia vay nhưng mà là chỉ lấy lại có 75% thôi. Lãi suất trong đây thì cực thấp đâu mà. Lãi suất cực thấp nó đâu đó khoảng 0.25% một năm thôi anh chị. Cho nên là nó phù hợp với cái việc là chúng ta vay để chúng ta phát triển cái cơ sở hạ tầng, cầu đường bến cảng, mấy cái đó cần vốn rất là lớn, khả năng thu hồi vốn rất là chậm. Và cái sinh lời nó rất là thấp thì nó phù hợp với cái dòng vốn ODA, chứ còn tư nhân họ ít có đầu tư vào mấy cái này lắm đâu mà, bởi vì nó cần vốn nhiều quá và thời gian thu hồi vốn rất là lâu đó. Cho nên thường là ODA sẽ nhảy vào đây nhiều. Thì mình thấy rồi đó, Việt Nam mình là một trong những quốc gia đón nhận ODA nhiều nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương luôn á anh chị. Cho nên là cái phần mà order investment thì mình có cái phần liability khá là cao đâu mà. Nhưng mà gần đây thì cái đầu tư của mình ra bên ngoài cũng nhiều đâu mà. Đầu tư ra bên ngoài chúng ta cũng bắt đầu tăng lên đâu mà. Chúng ta cũng bắt đầu đầu tư với dạng ODA đâu mà. Một số cái chương trình mà chúng ta đầu tư sang các cái quốc gia châu Phi đâu mà, hoặc là Nam Nam Mỹ, châu Mỹ Latin thì những cái đó sẽ được ghi nhận vào trong đây đâu mà. Ghi nhận vào trong cái phần là cái financial asset của chúng ta ở trong cái phần order investment đó mà, financial asset tài khoản tài chính hoặc là các khoản ký gửi của chính phủ Việt Nam ở nước ngoài đó mà, đó thì nó cũng nằm trong cái khoản asset này luôn. Rồi như vậy thì ở đây mình xin nhắc lại là nếu anh chị đọc cái bản này thì anh chị sẽ thấy một cái câu chuyện đó là người ta phân cái dòng vốn ra làm hai cái, đó là tài sản và nợ. Nếu như dòng tiền của chúng ta mà đầu tư ra bên ngoài thì họ gọi là tài sản, còn nếu như cái dòng tiền mà chúng ta đón nhận từ nhà đầu tư đi vào trong nước thì chúng ta là gọi là nợ đúng không ạ, gọi là nợ. Như vậy chúng ta sẽ lấy dấu, chúng ta lấy tài sản chúng ta trừ, chúng ta so sánh với nợ thì chúng ta sẽ ra được cái dòng tiền ròng. Thì cái dấu trừ ở đây nó ám chỉ là chúng ta đang mắc nợ người nước ngoài đâu mà, đang mắc nợ người nước ngoài anh chị ha. Rồi tương tự như vậy cho cái portfolio cũng vậy, nói chung dòng vốn là mình đều làm như vậy hết. Thì tiếp theo là chúng ta có cái dòng màu xanh. Đó, dòng màu xanh này là reserve assets đó mà, tức là cái tài khoản mà dự trữ của quốc gia chúng ta đó mà. Thì dự trữ thì nó chia làm nhiều nhiều thứ trong đây anh chị. Thứ nhất là monetary gold đó mà, vàng. Rồi special sovereign right, đây là cái quyền rút vốn đặc biệt.
nó giống như là cái khoản tiền mà mình cái Paxos Rowing Rights này nó là một cái dạng giống như là cổ phần của IMF vậy, cổ phần của IMF phát hành và các cái quốc gia thành viên sẽ mua cái right này với một số tiền nhất định. Thì chúng ta mua cái right này giống như mình mua bao nhiêu cái cổ phần như vậy thì mình có quyền biểu quyết trên cái số đó. Ha, vậy ha. Mà bao nhiêu thì mình sẽ có quyền biểu quyết và cái đó nó quy ra tiền. Nào, quy ra tiền. Còn khi nào mà anh chị cần tiền thì anh chị sẽ bán cái quyền rút vốn đặc biệt này lại cho những cái quốc gia khác và khi đó thì chúng ta sẽ giảm cái tỷ trọng biểu quyết của chúng ta lại và những quốc gia khác người mà mua được nó sẽ tăng cái tỷ trọng lên giống y chang như là công ty cổ phần như là IMF hoạt động giống y khô đó mà và họ bán cái cổ phần này cho các cái quốc gia thành viên bởi một cái tên gọi đó là quyền rút vốn đặc biệt Special Drawing Right. Còn cái khoản này là khoản dự trữ mà chúng ta ký gửi tại IMF đâu mà hoặc là những cái hình thức tài sản dự trữ khác đâu mà ngoài vàng, ngoài quyền rút vốn đặc biệt, ngoài lượng tiền gửi mà chúng ta gửi tại IMF, chúng ta còn có thể gửi tại các cái ngân hàng trung ương khác nào mà các ngân hàng trung ương khác, các ngân hàng trung ương lớn để phục vụ cho cái việc thanh toán hoặc là chúng ta để một dạng tiền mặt cash nào mà này. Và mình thấy rằng là ở đây nó có hai cái xu hướng, đó là từ khoảng từ năm 2010 đổ về trước. Không, cái cách ghi này của người ta nó à quên, mình nhìn cái reserve trên đây đi các anh chị thì mình sẽ thấy là đây một vài năm thì nó âm thôi, họ đổi cái cách ghi làm anh chị hơi không quen nhìn. Như vậy cái current account này mà nó mang dấu trừ nào mà cái current account này mà nó mang dấu trừ thì nó cho thấy đây là cái sự thâm hụt anh chị ha. Đây, thâm hụt. Thâm hụt. Nào mà thâm hụt chỗ này xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu. Đó. Rồi. Như vậy là năm 2015 thì diễn ra cảnh thâm hụt nhưng mà đến năm 2020 thì chúng ta là quốc gia thặng dư. Đó, thặng dư cán cân thanh toán. Thặng dư, xin lỗi, thặng dư cái tài khoản vãng lai bởi vì lúc này xuất khẩu của chúng ta nó cao hơn so với giá trị chúng ta nhập khẩu, nhập khẩu current account. Rồi là mình phân tích cái con số này, mình lấy hai cái cột mốc đi 215 với 220. Tới cái phần financial account, financial account thì mình thấy rằng là financial account mà có dấu âm ám chỉ là chúng ta nợ, đúng không? Liability của chúng ta, nợ của chúng ta nhiều hơn so với tài sản. Mình đầu tư ra bên ngoài thì ít. Đây, mình đầu tư ra bên ngoài có 1.000 mốt thôi, đúng không? Mà mình nhận vô tới 11.800 triệu đô la, tức là mình đầu tư ra ngoài có 1 tỷ mốt thôi, nhưng mà mình đón nhận dòng vốn là tới 11,8 tỷ đô. Thành ra chúng ta có nợ, đúng không? Chúng ta giữ nợ của nước ngoài nhiều hơn là so với tài sản chúng ta đầu tư ra bên ngoài anh chị ha. Rồi thì đó là chúng ta phân tích cho cái direct investment, rồi chúng ta phân tích cho các cái dòng vốn portfolio. Thông thường thì mấy cái dòng vốn này nó cũng tương đối nhỏ thôi đó, mà cái FDI chính là một cái dòng vốn quan trọng trong cái financial account đó mà. Tiếp theo thì chúng ta nói đến năm 2020. 2020 thì mình lại thấy cái xu hướng ngược lại. Xu hướng ngược lại ở đây là gì ạ? Là cái financial account chúng ta là một số dương. Điều này cho thấy là nợ của chúng ta ít hơn so với tài sản. Mình coi coi đúng không nha. Đầu tiên là cái phần direct investment nó vẫn là có dấu trừ. Điều này cho thấy rằng là tài sản mà mình nhận vô anh chị. Ê, xin lỗi, mình đầu tư ra bên ngoài đó. Tài sản của mình nó vẫn thấp. 300 mấy chục triệu thôi. Nhưng mà cái phần mà nợ của chúng ta đó thì nó khá là nhiều. Đây, nợ đây ạ. Rồi. Tiếp theo sau là gì ạ? Tiếp theo sau là chúng ta có portfolio investment, dòng vốn đầu tư gián tiếp thì nó là một số dương. Tại sao nó là một số dương? Thì mình thấy rằng là
do cái này nè, cái liability dòng vốn mà đi vào đó chị, thì ta ghi dấu cộng, nhưng mà lúc này cái dòng vốn này nè chúng ta lại ghi dấu trừ. Điều này cho thấy là có một cái dòng vốn rút chạy về nước mà mình chi trả, giống như là năm nay mình đã chi trả được một cái món nợ trị giá là một, tức là cái dòng vốn này nó đảo chiều, nó cho thấy nè, sự đảo chiều. Đây người ta đi vô nè, chị thấy không, dòng vốn đi vô nè, dòng vốn đi vô nè, nhưng mà từ đây đến đây lại cho thấy sự đảo chiều của dòng vốn nè, sự đảo chiều của dòng vốn mà giảm cái lượng nợ của mình xuống. Nợ mà đi vào mình ghi dấu cộng, nhưng nợ đi ra mình ghi dấu trừ, mình trả được nợ, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy là một cái sự sụt giảm trong cái dòng vốn đầu tư ở trên thị trường Việt Nam. Còn ở đây cái financial asset cũng vậy, chúng ta cũng không đầu tư ra bên ngoài. Chúng ta mà đầu tư ra bên ngoài đó thì ở đây chúng ta mà đầu tư ra bên ngoài thì chúng ta ghi dấu cộng, đúng không? Chúng ta có tài sản ở nước ngoài, nhưng mà ở đây là chúng ta giảm tài sản đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy là chúng ta cũng là người rút vốn về nước. Đó mà tổng hai cái này là nó làm cho cái portfolio này có dấu cộng, nhưng dấu cộng trong portfolio này nó không cho thấy một điều tốt đẹp, mà nó đang cho thấy gì ạ? Nó đang cho thấy một điều không tốt đẹp đối với nền kinh tế Việt Nam, đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải trả một lượng tiền cho người nước ngoài rút về nước. Đó mà rồi chúng ta cũng giảm cái tài sản chúng ta ở nước ngoài đi, thay vì chúng ta đầu tư ở bên ngoài là để cho bên ngoài mắc nợ mình, giờ mình lấy tiền về bớt thì người bên ngoài bớt mắc nợ của mình. Như vậy lúc này cái dấu này nó mang dấu cộng, nó phản ánh rằng là gì, là cái khoản tiền mà chúng ta chi trả cho nước ngoài. Đó mà khoản tiền ta chi trả cho nước ngoài ha. Rồi bây giờ chúng ta xem tới cái ở đây mình thấy có 8.000, đây là 15 nè. Foreign, rồi tới portfolio, rồi tới other investment. Other investment thì mình thấy ở đây cái chúng ta thấy cái phần mà financial asset liên quan đến cái other investment này á, là một cái dòng tiền dương, mà tài sản đó chị. Thì cái phần này như lần trước mình nói với anh chị đó, cái này là liên quan đến kiều hối, đúng mà kiều hối, kiều hối, kiều hối, đâu mà cái order investment này nó còn liên quan đến kiều hối nữa, nhưng mà đây là cái khoản chuyển giao vãng lai một chiều, cho nên mình sẽ tính nó ở góc độ này là tài sản của mình, đâu mà người ta cho mình mà, người ta chuyển giao cái dòng tiền đó về cho mình chuyển nó thành tài sản, mình không có nợ người khác, mình không nợ kiều hối ai hết. Kiều hối là một chuyện đặc biệt, cho nên trong đây nó ghi hơi đặc biệt là kiều hối, chúng ta không phải là món nợ, đâu mà kiều hối là người ta chuyển giao cho mình, cho nên cái phần này á, là tài sản, đâu mà giống như là mình thu hồi tiền trên thế giới vậy đó. Còn cái liability này là giống như là cái khoản trả nợ, mình chi chuyển cái dòng tiền mình ra nước ngoài. Ở đây dòng tiền đi vô thì đây nó mang cái bút toán cộng luôn, đó, dòng tiền này mang dấu cộng, dòng tiền này mang dấu cộng luôn, đó, dấu cộng trên đây nghĩa là kiều hối đi vào. Còn ở đây dấu cộng này là dòng vốn nước ngoài đi vào, hai cái chủ sở hữu này khác nhau. Cái dòng tiền này đi vào, cái chủ sở hữu là người trong nước, nhưng cái dấu cộng của 2.000 2,5 tỷ đó là tài sản, đó là của người nước ngoài, liability chủ là người nước ngoài, giống như là mình mượn vốn người ta tương lai mình phải trả. Còn cái 8 tỷ 699 đó là cái tài sản từ nước ngoài chuyển về cho mình, đâu mà chuyển về cho người thân trong nước, cho nên chủ nhân của dòng tiền này là người trong nước. Thành ra cái 8,6 đó nó là tài sản, nó là tài sản. Thì bây giờ mình cộng lại nhé các anh chị, mình lấy trừ 15.000 là một là cái direct investment nè, đâu mà trừ 15.000 mình cộng với lại cái portfolio này, portfolio này là dương 1.000, 15 trừ cho 1.000 là còn khoảng 14, 14 mà mình trừ đi cái order investment, đâu mà order investment dương 6 nữa, đâu mà thì nó còn như anh chị là còn 8 đâu mà, đó là financial account. Như vậy theo anh chị financial account này là dấu cộng thì nó cho thấy điều gì ạ? Nó cho thấy là quốc gia chúng ta có dòng tiền ở trong nước. Cái tiền này nè, cái tiền đô la này nè, nó nằm lại ở trong nước hay là nó dịch chuyển ra bên ngoài? Xin mời mọi người. Cái dấu
cái số là 8,4 tỷ, đây là đơn vị là triệu đô la, như vậy cái 8,4 nằm lại trong nước đâu mà. Anh chị có đồng ý vậy không ạ? À? Ok, như vậy cái 8,4 tỷ này chính là cái mà nó còn lại trong nước thôi mà. Và theo anh chị á, là cái phần mà 8,4 tỷ đô la này nó còn lại trong nước á, là chủ nhân của nó là ai ạ? 8,4 tỷ này cái 8,4 tỷ này nó còn lại trong nước Việt Nam mình á, vậy thì chủ nhân của nó là ai anh chị? Chủ nhân của nó là người Việt Nam hay là người nước ngoài? Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Chủ nhân nó là người nước ngoài, anh chị ha. Chủ nhân nó là người nước ngoài. Rồi, mình có câu hỏi gì ở đây không ạ? Xin mời các anh chị. Các anh chị mình có câu hỏi gì không? Xin mời mọi người. Ok. Như vậy thì thật sự ra thì trong cái capital, cái financial account này, cái dòng vốn vào á, đâu mà cái dòng vốn vào này của mình thì mình cũng sẽ ghi cái ở đây. Nợ của mình. Ở đây cái dòng vốn vào mình thấy giải thích chi tiết, nhưng mà ở đây lúc mà người ta ghi thì người ta cũng sẽ ghi Ok, xin mời chị Ái Vân. dạ thầy cho em hỏi cái chỗ mà bọt PTT gì đó thầy, Leo gì đó, investment thầy, mình trả bớt nợ mà sao lại không tốt thì ha, mình nợ thì mình trả dần thì mới tốt chứ ạ. À? Em nghĩ cả cá nhân hay cả đất nước thì nó đều như vậy chứ. Ủa mình đâu nói là không tốt đâu. Hồi nãy mình nói không tốt hả? Dạ nãy thầy nói này nó đi ra nên nó không tốt. Mình nói không tốt là không phải thế này, tại vì á, cái này là liên quan đến dòng vốn, cái ám chỉ cái nợ đây á, nó không phải mang cái ý nghĩa là nợ là mình mắc nợ người khác, mà khi đây là hạch toán quốc gia, cho nên cái dòng tiền đó nó hiện thân là một dòng vốn. Hôm nay người ta mang vốn đến Việt Nam để người ta đầu tư thì mình thấy rằng nó có lợi cho mình quá đi chứ. Vậy thì dòng vốn đó mà đi ra đó, thì khi mà dòng vốn đi vào á, là mình coi mình là người mắc nợ. Chị hình dung được kịp không à? Người ta mang vốn đến thì ở đây vốn đầu tư theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp gì thì cái cách hạch toán như nhau hết. Dòng vốn mà đi vào thì nó đều ghi nhận ở cái phần liability hết. Đây nè, dòng vốn đi vào, đây là dòng vốn đi ra. Hồi trước thì họ ghi khác, bây giờ họ ghi khác. Đây cái dòng vốn mà mình đi đi ra nè, mình gọi là asset, nhưng mà dòng vốn đi vào á, là mình gọi là liability. Rồi như vậy thì cái dòng vốn mà người ta đổ vô nền kinh tế của mình á,
thì mình ghi à nợ này tăng lên, tức là tôi có nghĩa vụ nợ. Dòng vốn hiện nay đang có mặt tại Việt Nam này, nhưng chủ nhân không phải là người Việt Nam mà chủ nhân là người nước ngoài. Được mà. Như vậy về mặt dòng vốn đầu tư thì mình thấy tốt chứ sao không tốt, bởi vì là nó đang gia tăng cái dòng vốn trong nền kinh tế của mình. Nhiều doanh nghiệp mình muốn phát hành cổ phần trên thị trường chứng khoán, rồi thị trường chứng khoán thứ cấp sơ cấp mà sôi động là nhờ vào cái portfolio investment này nè. Cho nên nó rất là cần cho mình. Thế thì giờ nó đi ra thì sao? Nó đi ra là nó biểu thị cho tình trạng rút vốn ra khỏi thị trường. Về mặt hạch toán kế toán thì mình gọi là mình đang trả nợ. Nhưng mà ở đây là gì? Là khi giờ bút toán này hiện dấu trừ, có nghĩa là dòng tiền này đang đảo chiều và rút ra khỏi thị trường Việt Nam, tức là khối ngoại thay vì đổ tiền vô nước mình thì giờ họ lại rút cái dòng tiền này họ đổ về một nước khác. Nợ này nó giảm xuống. Như vậy cái nợ này nó không mang ý nghĩa là mình mắc nợ người ta, ở đây nó liên quan đến cái position, cái vị thế thôi. Cho nên mình thấy rằng là khi mà cái phần tài khoản portfolio investment hoặc là cái direct investment này mà cái chỗ liability nó xuất hiện dấu trừ là mình thấy đó là hiện tượng rút vốn, nhà đầu tư rút vốn về thị trường của họ. Mà khi họ rút vốn như vậy thì rõ ràng là cái nguồn lực trong nước của mình nó bị giảm đi hả? Khi cái nguồn lực của mình giảm đi thì rõ ràng là mình thấy là nó bất lợi. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mình nói cái dấu trừ này là bất lợi. Đúng là mình xét cơ, mở cá nhân mình thì tôi trả nợ được tôi mừng, nhưng mà đây mình trả nợ được nghĩa là mình đang rời đang cái nhà đầu tư nước ngoài đang rời khỏi Việt Nam, thì đó là cái bất lợi của mình. Thì trong cái hạch toán của cái dòng direct investment với cái portfolio investment là nó hơi hơi khó như vậy. Thì ở đây anh chị để ý một chút thì mình thấy rằng là đây là dòng vốn đi vào nè. Đây để mình để không thôi mai mốt mình nhầm lẫn cái này. Đây mình ghi này luôn. Dòng vốn này là cái này là dòng vốn đi ra, cái này là dòng vốn đi vào, đi ra, đi vào. Bây giờ mình lấy tổng cái đi vào mình trừ chữ cái đi ra đi. Thì giờ năm 2020 nè, tổng cái dòng vốn đi đi vào của mình á ở trên cái FDI đó anh chị. Đó mà là 15.000, là 15 tỷ 8 đó, dấu dương. Và chúng ta trừ cho cái dòng vốn đi ra ở trên đây, thật ra không có nhiều hết, coi như bỏ qua đi, 380 mấy triệu coi như không có đi. Rồi ở dưới này nè, mình thấy dòng vốn đi ra. Rồi cái dòng vốn đi vào lại âm nữa. Hai cái này nó đều biểu thị cho dấu trừ hết đó mà. Như vậy thì mình lấy cái này 15.800 mà mình trừ bớt cho cái dòng tiền này nè, đó mà. Cái này là dòng tiền vào ròng nè. Còn đây là dòng tiền đi ra ròng nè anh chị. Nè, dấu cộng này là biểu thị cho mình đi ra ròng. Dấu cộng này nè là đi ra ròng. Tức là đối với cái portfolio investment mình vừa thu hồi tiền từ nước ngoài về mà mình chưa trả vốn cho người ta. Đâu mà hai cái dòng tiền này mình thấy nó đảo ngược nhau đúng không ạ? Thay vì là mình phải đầu tư ra bên ngoài, mình tăng cường đầu tư bên ngoài thì giờ mình lại rút dòng vốn về nước. Cũng ít thôi, không nhiều, không đáng kể. Nhưng mà cái dòng vốn vào nó giảm mới là một chuyện quan trọng. Tức là mình dòng vốn họ đảo chiều ra bên ngoài. Thế thì ở đây mình ghi cái bút toán này nè anh chị, nó đối dấu lại nè. Mình ghi bút toán này nó đối dấu lại. Đâu mà cái bút toán mà mình ghi ở trong cái direct investment hoặc là cái portfolio investment á, là dòng vốn đi vào thì ghi, mình coi đúng không nha, dòng vốn đi vào thì ghi dấu cộng, dòng vốn đi ra thì mình ghi dấu trừ, để mình coi nó đúng không. Dòng vốn đi vào thì mình ghi dấu cộng, dòng vốn đi vào, dòng vốn đi ra thì mình ghi dấu trừ. Direct investment à. Đây, mình ghi trên cái financial account thôi, mình theo dõi cái financial account thôi là chính xác. Dòng vốn đi vào
Mình là quốc gia có dòng vốn đi vào ròng. Dòng vốn này mang dấu cộng. Đúng không? Đối với cái financial account họ sẽ ghi nhận giống như vậy. Dòng vốn đi vào ròng ghi dấu cộng. Đúng không? Dòng vốn đi ra mình sẽ ghi dấu trừ. Nếu ở đây các con số này đều là dấu cộng hết, điều này cho thấy là cái dòng vốn mình đón nhận là dòng vốn đi vào ròng anh kinh tế của mình. Rồi bây giờ mình làm các khoản mục ở đây ha, tài khoản vãng lai, tài khoản tài chính, rồi dự trữ sai số, thật là sai số phải ghi trước dự trữ. Mình có tổng lại nó bằng không nha các anh chị, nào mà 2015 2020 mình lấy 2 năm thôi. À, 2015 cái current account của mình là nhiêu đây? Tài khoản tài chính financial anh chị, 2015 2020 sai số. Sai số dự trữ. Ok. Rồi, giờ mình tổng lại thấy đâu bằng không đâu, đúng không ạ? Sum nó lại. Rồi. Giờ mình giải thích làm sao? Nào mà. Tài khoản vãng lai ở đây của mình vào năm 2015 âm, đúng không ạ? Current account nó âm nè anh chị. Điều này nó cho thấy là ở cái năm này nè, đâu, ở cái năm 2015 xuất khẩu của chúng ta nhỏ hơn so với nhập khẩu, đúng không? Chúng ta là quốc gia thâm hụt cán cân thương mại, đúng không? Ở năm 2020 chúng ta có giá trị xuất khẩu cao hơn so với giá trị nhập khẩu, cho nên chúng ta gọi là chúng ta là quốc gia thặng dư, đúng không ạ? Tài khoản tài chính của chúng ta vào năm 2015 là nó bị thâm hụt, đúng không? Thâm hụt khoảng 7 tỷ đô la. Mình phải quay đến đây mình coi lại, tại vì cách này người ta đã thay đổi cái thời điểm ghi chú rồi, cho nên mình nhìn kỹ lại thì mình sẽ thấy được là cái dòng vốn đi vào nhiều nè, đúng không ạ? Rồi dòng vốn đi vào của mình lúc nào cũng nhiều hết. Dòng vốn đi vào nhiều, cái portfolio là không đáng kể. Cái asset của mình ở đây trong tình huống này mình thấy là cái kiều hối của mình nhiều, đúng không ạ? Cái kiều hối của mình nhiều. Cái này là nó lại ngược lại nha chị ha. Đây là dòng vốn đi vào. Đây là dòng vốn đi ra. Tại cái này theo dõi cái dự trữ một chiều, tài khoản vãng lai một chiều á, cái dòng vốn đi vào xin lỗi mọi người.
Không, cái này không phải là kiều hối đâu. Cái này all the equity debt instrument. Đây là vay nợ dùng vốn này. Xin ok, mình thấy rồi, để mình xem coi rồi giải thích sao cho các anh chị dễ hiểu. Cái này do nó hạch toán, người ta hạch toán, mình không mình người ta thay đổi cái cách hạch toán á, cho các investment dùng vốn vào và ra. À không anh chị ơi, cái xin lỗi mọi người, cái phần order investment này mình lan ngang đi đâu mất tiêu rồi. Cái financial asset này vẫn là dòng vốn đi ra, mình đầu tư ra nước ngoài á, cái mình đầu tư ra bên ngoài, đầu tư ra bên ngoài với các dạng hình thức đầu tư khác, và đây là vẫn là hình thức đầu tư đi vào trong nước mình. Còn cái phần mà ODA, xin lỗi, cái phần ODA nó nằm ở đây luôn, còn cái phần kiều hối á, nó nằm ở phía trên. Kiều hối nó nằm ở trong cái current account này, nó liên quan đến cái phần mà secondary income, kiều hối nằm trên đây ạ. Còn cái này là ODA, mọi người phân biệt giúp mình hai cái đó đừng nhầm lẫn. Cái asset này là cái dòng vốn đi ra, tức là cái khoản đầu tư ra bên ngoài của mình. Còn cái liability này đó là cái nợ, đúng mà. Thì trong cái nợ này của cái liability, cái mà mình nhận được từ các cái quốc gia khác nó liên quan đến dòng vốn đầu tư, thì mình thấy trong năm 2015 cái order investment này là một số dương. Thì điều này cho thấy là cái tiền mà mình đầu tư ra bên ngoài á, nào mà mình đổ tiền ra bên ngoài theo cái hình thức đầu tư vốn khác á, cái tài sản của mình ở nước ngoài nó tăng lên, tăng lên 14, trong khi đó mình lấy tài sản mình trừ cho nợ thôi thì là số dương. Điều này cho thấy là mình đi ra ròng. Thì tổng hợp lại dòng tiền mình đi ra này, còn đối với cái portfolio này á, thì thôi nó nhỏ mình bỏ qua một bên, mình chỉ coi tới direct investment thôi. Direct investment thì dòng vốn mình đầu tư ra nước ngoài FDI thì ít nhưng mình nhận nhiều, cho nên là nợ trên FDI nó nhiều, đúng mà. Thì cái này nó kết hợp cân đối với cái này á, thì nó ra một cái khoản, đó là chúng ta nhận nhiều vốn đầu tư FDI nhưng đồng thời chúng ta cũng chuyển cái này sang các cái dạng hình thức đầu tư khác. Đầu tư khác thì đầu tư khác dẫn đến là cái số tiền, cái financial account này á, cái tích lũy ở trong nước của mình á, thì tổng cái lượng vốn mà mình, tức là
tiền mà đổ vô nước mình anh chị hình dung được không ạ? Tiền mà đổ vô nước mình á thì ở đây là liability là nợ đấy anh chị, đúng không ạ? Mình lấy tài sản mình chịu cho nợ là mình, tức là trong nền kinh tế của mình có một cái lượng là khoảng 10,7 tỷ đô la, nhưng đồng thời bằng một cách nào đó thì cái lượng này nè nó sẽ được tái đầu tư, đúng không ạ? Tái đầu tư other investment này nó đi ra giúp dạng đầu tư khác, đúng không ạ? Hoặc là một cái dạng tích lũy khác để mình đầu tư ra nước ngoài. Cho nên lúc này là cái dòng tiền đi ra ròng của mình á nó là một số dương, thì tổng hợp hai cái này lại thì nó sẽ ra một cái financial của mình, cái dòng vốn còn lại của mình là chỉ có 6.000 mấy thôi, 6 tỷ mấy thôi. Investment. Ok, để cái này để một lát mình coi lại đi. Bây giờ mình sẽ học tiếp cái phần các nhân tố ảnh hưởng đi cái này. Rồi, để tránh mất thời gian của 10 người thì mình sẽ nói về các cái nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì những cái nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài thì nó sẽ liên quan đến thứ nhất là cái sự thay đổi về những cái hạn chế của chính phủ các quốc gia, restriction. Thì mọi nhiều cái cơ hội mới, nhiều cái cơ hội đầu tư mới nó sẽ nảy sinh từ cái việc là chính phủ các quốc gia người ta sẽ thay đổi các cái hàng rào, các cái rào cản của chính phủ liên quan đến một lĩnh vực đầu tư nào đó, đúng không ạ? Thì khi mà chính phủ các quốc gia mà người ta thay đổi các cái rào cản đầu tư đến chỉ một cái ngành nghề nào đó, người ta cho phép mình mở cửa, thì lúc này nó sẽ thúc đẩy cho cái hoạt động đầu tư nước ngoài. Nhưng đồng thời cái việc mà nếu như chính phủ gia tăng các rào cản đầu tư, ví dụ như mình thấy chẳng hạn như là chính quyền Donald Trump đã dựng nên rất nhiều cái rào cản đầu tư với một lý do là gây đe dọa cho an ninh nước Mỹ đối với các công ty công nghệ từ Trung Quốc, thì những cái rào cản đầu tư kiểu đó được dựng nên thì lúc đó nó sẽ ngăn chặn cái làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài đi vào một quốc gia nào đó. Thì thật ra thì cái câu chuyện này nó hơi hiếm ở trên thế giới. Thông thường thì các quốc gia người ta sẽ cố gắng dỡ bỏ các hàng rào để người ta đón nhận cái dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ cho việc phát triển. Thì một số quốc gia đó họ sẽ dựng nên hàng rào khi nào? Họ dựng nên hàng rào khi mà họ muốn bảo hộ cái nền sức trong nước của mình. Hoặc là một số nước giàu, cái hạn như là như một số quốc gia như là Mỹ, họ mới có điều kiện để ra các điều khoản để mà họ bảo vệ cái ngành sản xuất trong nước của họ. Thì dựng nên các hàng rào như vậy thì rất là dễ bị trả đũa ở các quốc gia khác, nhưng mà nền kinh tế người ta hùng mạnh và những nước khác lại cần cái dòng vốn đầu tư từ Mỹ, cho nên là họ dễ dàng nhượng bộ. Còn mình thì trước đây thì mình cũng dựng nên các hàng rào để bảo vệ các ngành xuất trong nước, nhưng mà mình cũng lại nhượng bộ các cái ngành nghề khác đâu, mà một số ngành nghề là mình chưa có cái gọi là cái lợi thế so với người ta, cho nên trong quá trình đàm phán thì các cái quốc gia khác người ta cũng đồng ý là cho phép mình là dựng nên các cái hàng rào đâu, nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định thôi để bảo vệ cái ngành xuất trong nước nhằm tránh đi cái hiện tượng là cái ngành sản xuất của mình bị lép vế trước các nhà đầu tư nước ngoài, gây ra một cái làn sóng khủng hoảng về nhân công này nó kia vân vân, thì người ta lại không 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 muốn như vậy. Và cho nên là trong các cái điều khoản ký kết với nhau thì nó đều có cái lộ trình để ta dần dần dỡ bỏ cái hàng rào của mình. Thì chúng ta càng dỡ bỏ cái hàng rào của mình để đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài đó, thì cái dòng vốn đầu tư nó lại tăng lên, cái cơ hội đầu tư nó tăng lên. Thứ hai là cái quá trình tư nhân hóa nó cũng thúc đẩy đầu tư nước ngoài, cụ thể là nó thu hút đầu tư nước ngoài. Bởi vì cái làn sóng tư nhân hóa nó cũng tương đương với cái việc là chính phủ giới hạn, dỡ bỏ các cái hàng rào, các cái rào cản đâu mà những cái ngành nghề mà trước đây nó thuộc về sự quản lý của nhà nước hay là do các cái nền kinh tế, cái khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế công quản lý, thì giờ đây có sự tham gia của tư nhân thì nó sẽ thúc đẩy cái nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các hoạt động các cái ngành nghề này, và trong đó thì cũng có các nhà đầu tư nước ngoài.
cho nên nó sẽ thúc đẩy cái quá trình hợp tác và đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào trong các lĩnh vực mới được tư nhân hóa này. Một số yếu tố khác đầu tư ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, đó là tăng trưởng kinh tế tiềm năng. Nào mà thì một cái quốc gia mà có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng đó chị, thì nó sẽ thu hút cái dòng vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Bởi vì khi một quốc gia mà có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng đó, thì nó cũng tương đương với một cái quốc gia có cái sức tiêu thụ lớn, đúng không? Sức tiêu thụ lớn. Cho nên là các cái dòng vốn FDI họ rất thích là đầu tư vào các cái quốc gia này để có thể là khai thác được cái thị trường đang tăng trưởng. Thuế suất thì các quốc gia áp dụng thuế suất thấp đối với thu nhập doanh nghiệp thì sẽ thu hút được nhiều FDI hơn, đó mà rõ ràng là như vậy. Bởi vì là cái phần thuế thu nhập đó chính là cái phần mất đi của doanh nghiệp, đó mà đóng cho chính phủ, thì chính phủ các quốc gia nào mà người ta hạ thấp cái thuế suất đó xuống thì người ta sẽ đón nhận được nhiều cái dòng vốn đầu tư hơn. Tỷ giá hối đoái, tỷ giá hối đoái thì các cái doanh nghiệp mà họ thích đầu tư thì thông thường là họ sẽ thích đầu tư vào những cái quốc gia mà có cái đồng nội tệ tăng giá, cái đồng nội tệ đó chị, nó dự kiến tăng giá so với ngoại tệ. Nếu đồng nội tệ năng tăng giá đó thì cái dòng vốn đầu tư nó sẽ tăng, dòng vốn đầu tư đi vào đó chị nó sẽ tăng lên. Thế thì tại sao? Ví dụ như trước đây thì một đô la là bằng 20.000 Việt Nam đồng, và bây giờ một đô la là bằng 23.000, hoặc là giả sử vào thời điểm mà một cái nhà đầu tư họ đi đầu tư đó, đó mà, và họ dự kiến rằng là một đô la ở Việt Nam là nó bằng 23.000, thì mình thấy rõ ràng là cái kịch bản này là kịch bản Việt Nam đồng giảm giá nè. Rồi, hoặc là họ sẽ có cái review khác, họ có một cái forecast, một cái dự đoán khác, đó là Việt Nam đồng nó không phải là một đô bằng 23.000 mà một đô nó bằng 18.000 trong tương lai, vào một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Cái kịch bản mà một đô la bằng 18.000 này được gọi là kịch bản Việt Nam đồng tăng giá, Việt Nam đồng tăng giá. Thì cái kịch bản mà một đô la bằng 18.000 này anh chị sẽ kích thích, sẽ kích thích cho dòng vốn đầu tư hơn. Nếu ở thời điểm hiện tại một đô la bằng 20.000 và người ta forecast vào một cái thời điểm trong tương lai và cho thấy rằng là Việt Nam đồng sẽ tăng giá lên, tức là một đô la khi đó chỉ bằng 18.000 thôi, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ kích thích cái nhà đầu tư nước ngoài. Tại sao? Bởi vì những nhà đầu tư nước ngoài họ thấy rằng là hôm nay chúng ta mà mang một đô la đến thị trường Việt Nam, chúng ta đổi ra được 20.000 để đầu tư, nhưng mà trong tương lai khi chúng ta rút vốn về nước, chúng ta chỉ cần bỏ ra có 18.000 thì chúng ta đã có một đô la để quay về rồi. Điều này cho thấy gì ạ? Điều này cho thấy rằng là nhà đầu tư chưa kể đến cái phần sinh lợi mà họ kiếm được ở Việt Nam, chỉ cần xét về mặt yếu tố tỷ giá hối đoái thôi thì cái quá trình đổi ngược vốn trở lại khi rút về nước là đã có lợi cho họ rồi. Cho nên là họ sẽ thích đầu tư vào những cái quốc gia mà có cái đồng tiền nó tăng giá hơn. Như vậy nó sẽ không có bào mòn đi cái phần tỷ suất sinh lợi của họ. Nó không có bào mòn đi cái phần tỷ suất sinh lợi của họ. Bởi vì là chúng ta biết là đầu tư ở nước ngoài, như lần trước đã giới thiệu với các anh chị, thì cái tỷ suất sinh lợi của một nhà đầu tư nước ngoài nó sẽ chịu tác động bởi hai yếu tố, đâu mà R này sẽ chịu tác động bởi hai yếu tố: một là lãi suất nước ngoài, hai là phần trăm biến động của tỷ giá hối đoái. Về lãi suất nước ngoài tất nhiên là dương thì họ mới đầu tư rồi, chứ âm thì đâu ai đầu tư làm gì. Còn cái phần EF này là đo lường cái phần trăm biến động của đồng tiền nước ngoài. Như vậy khi ta đầu tư ở thị trường nước ngoài, chúng ta sẽ nhận được cái đồng nội tệ của họ. Vậy nếu đồng nội tệ này mà mất giá thì khi ta đổi về chúng ta sẽ bị bào mòn bởi yếu tố tỷ giá hối đoái. Nhưng trong tình huống kịch bản 1 đô la bằng 18.000 xảy ra thì chúng ta không những không bị bào mòn bởi tỷ giá hối đoái mà chúng ta còn nhận một cái phần bù bởi tỷ giá hối đoái nữa. Đó mà hồi trước 1 đô đổi 20.000, khi ta đổi vốn về ta chỉ cần lấy 18.000 thôi là ta đã có 1 đô la rồi. Như vậy trong tình huống này là ông này ông được lợi về tỷ giá hối đoái luôn. Như vậy lúc này các nhà đầu tư sẽ rất thích đầu tư vào những quốc gia mà có đồng tiền tăng giá. Như vậy mình thấy là chính sách đồng nội tệ yếu nó sẽ thúc đẩy cho xuất khẩu, làm cải thiện tài khoản bảng lai và có lợi cho cái
cái tài khoản vãng lai của quốc gia, nhưng mà bù lại cái đồng nội tệ mà tăng giá thì sao? Cái đồng nội tệ mà tăng giá đó thì anh gây bất lợi cho việc xuất khẩu, nhưng ảnh lại thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài và ảnh tác động tích cực lên cái tài khoản tài chính. À, như vậy chính sách tỷ giá hối đoái thật ra nó có hai mặt nào, mà ở một mặt nào đó thì nó kích thích cho cái xuất khẩu, nhưng một mặt khác thì nó lại tác động lên cái nó tác động bất lợi lên khu vực đầu tư đó. Còn ngược lại đồng nội tệ tăng giá thì lại có lợi cho đầu tư nhưng lại gây bất lợi cho cái hoạt động xuất nhập khẩu. Như vậy thì quốc gia sẽ theo đuổi cái gì đâu mà, thì quốc gia sẽ theo đuổi là đồng nội tệ của mình tăng giá hay đồng nội tệ của mình giảm giá, thì thông thường là họ dựa trên cái mục tiêu mà họ ưu tiên. Bây giờ chúng ta ưu tiên cho xuất khẩu hay bây giờ chúng ta ưu tiên để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, thì họ sẽ điều chỉnh tỷ giá hối đoái cho phù hợp. Đó mà. Nhưng mà mình thấy là thông thường thì ít có đồng tiền nào tăng giá. Đó mà. Đồng tiền tăng giá thường nó chỉ xảy ra ở những cái quốc gia phát triển thôi. Đó mà. À, chứ còn những cái quốc gia mà đang hoặc là kém phát triển chúng ta không dạy gì làm cho cái đồng tiền mình tăng giá hết. Đó mà. Và chúng ta tốt nhất là phá giá nó một chút. Đó mà. Thông thường thì các quốc gia này sẽ lựa chọn phương án là làm cho đồng tiền bị mất giá một chút để cải thiện về mặt xuất khẩu. Còn cái phần mà đầu tư thì khi chúng ta làm mất giá đồng tiền một chút như vậy đó thì chúng ta sẽ bào mòn đi một chút cái tỷ suất sinh lợi của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nếu như cái lãi suất mà người ta nhận được ở thị trường Việt Nam, cái suất sinh lợi mà họ nhận được ở thị trường Việt Nam nó cao hơn, thì một sự bào mòn nhỏ trong tỷ giá hối đoái đôi khi nó cũng không phải là yếu tố mà họ đắn đo quá, đúng không? Chẳng hạn như là họ đầu tư vào cái thị trường này, thị trường đang tăng trưởng sức cầu rất lớn, cho nên là cái rồi chi phí lao động thấp nữa, cho nên những yếu tố này nó tạo thành cái cơ hội để họ có được một cái suất sinh lợi cao. Như vậy khi cái tỷ giá hối đoái biến động một chút đâu mà, ví dụ như họ lời cái IF này á, là 10% nhưng mà cái EF này nó biến động chỉ có âm 2% thôi, thì suy ra một cái lợi nhuận ròng của họ cũng thể đạt được 7-8%, thì như vậy cũng là đáng xem xét để đầu tư. Là anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? À? Xin mời. Anh chị có câu hỏi thảo luận gì không? Xin mời các anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới các cái nhân tố ảnh hưởng lên cái đầu tư gián tiếp. Thì cái hoạt động đầu tư gián tiếp như như chúng ta đã nói đó, hoạt động đầu tư gián tiếp á, thì nó lại liên quan đến việc là đầu tư vào các cái loại chứng khoán, cho nên là cái thuế suất đối với tiền lãi hoặc là cổ tức thì sẽ ảnh hưởng lên trên cái việc thu hút cái dòng vốn này. Như vậy là nhà đầu tư khi mà ta đầu tư vào danh mục cổ phiếu, danh mục trái phiếu thì cái phần tiền lời mà người ta nhận được từ đó nó sẽ bị đánh thuế như thế nào, thì nó sẽ tác động lên cái quyết định đầu tư của họ. Rồi thứ hai nữa là cái lãi suất. À, bởi vì chúng ta biết là lãi suất thì nó sẽ có ảnh hưởng gián tiếp lên cái chứng khoán, lên cái chứng khoán vốn nào mà như là cổ phiếu, nhưng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp lên chứng khoán nợ, bởi vì người ta sẽ dùng cái lãi suất này người ta làm cái giá trị chiết khấu cho cái trái phiếu. Cho nên là cái lãi suất của quốc gia nào mà nó cao lên á, nào mà thì có thể là nó sẽ hấp dẫn được cái dòng vốn đầu tư, lãi suất nói chung trên thị trường nó cao lên, nó hấp dẫn dòng vốn đầu tư. Rồi. Còn về yếu tố tỷ giá hối đoái thì cũng tương tự như là cái dòng vốn đầu tư trực tiếp. Đối với dòng vốn đầu tư họ sẽ có lợi khi cái đồng nội tệ đó nó tăng giá, cho nên là đồng nội tệ tăng giá thì sẽ thu hút được cái dòng vốn đầu tư nước ngoài hơn, à mà kể cả dòng vốn đầu tư trực tiếp lẫn dòng vốn đầu tư gián tiếp. Rồi, đó là các cái nhân tố mà tác động lên cái dòng vốn đầu tư trực tiếp và lên dòng vốn đầu tư gián tiếp đó các anh chị. Ở đây thì ở đây mình nói trước yếu tố này để sau này mình sẽ có thể quay lại phân tích. Thứ nhất đó là lạm phát và cán cân thanh toán á,
thì thông thường là được các cái nhà nghiên cứu sẽ dùng nó để đánh giá cái ảnh hưởng lên biến động tỷ giá hối đoái, sự thay đổi của lạm phát, lạm phát tăng hay giảm, rồi cái cán cân lạm phát tăng hay giảm thì sau này mình sẽ nghiên cứu nó đến cái mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, tác động nào đến tỷ giá hối đoái sao. Còn hôm nay chúng ta học bài về cán cân thanh toán thì chúng ta sẽ nói tới cái câu chuyện là cán cân thanh toán thì tác động nào đến tỷ giá hối đoái. Trên cái việc mà phân tích cán cân này nó sẽ khá là quan trọng. Thì chúng ta có một cái phương trình đó là GDP hoặc là Y, nếu ta tính theo dạng là thu nhập, thu nhập, sản lượng và thu nhập giống nhau. Thì tùy theo mình nhìn thôi. Thì ở đây có thể gọi là GDP, tổng thu nhập, tổng sản lượng quốc nội, hoặc là Y là ta gọi dưới dạng thu nhập của nền kinh tế, thì nó sẽ bằng là C cộng Y cộng G. C là cái phần consumption tiêu dùng của cái người tiêu dùng, Y là investment là khoản mục đầu tư, còn G là government expenditure chi tiêu công, là chi tiêu của chính phủ đó anh chị. X chữ M là cán cân thương mại của chúng ta. Như vậy là tổng sản phẩm, tổng cái sản phẩm quốc nội của chúng ta nó sẽ có, nó là một cái thành phần, nó là một cái hàm số bao gồm các cái thành phần như vậy. Thì cái phần C cộng Y cộng G đó thông thường mình gọi đó là cái khoản chi tiêu nội địa, còn cái X chữ M đó, export chữ import đó mình gọi là cán cân thương mại, và đôi khi mình ký hiệu là chữ NX. Như vậy thì để xem coi là hiện trạng của cán cân thương mại đó thì thông thường là chúng ta dùng X chữ M là xuất khẩu trừ nhập khẩu. Thì tùy giá trị xuất khẩu, ở đây chúng ta sẽ có hai cái tình huống, đó là thâm hụt hoặc là thặng dư, thâm hụt hoặc là thặng dư. Như vậy nếu như mà X mà lớn hơn M, xuất khẩu mà lớn hơn nhập khẩu, chúng ta có quốc gia này là quốc gia thặng dư, xuất nhiều hơn nhập, thặng dư thương mại, thặng dư thương mại, hay chúng ta hay dùng cái cụm từ là xuất siêu đó chị, xuất siêu. Rồi nếu như X nhỏ hơn M, xuất khẩu ít hơn nhập khẩu, chúng ta có một quốc gia thâm hụt thương mại, thâm hụt thương mại, và chúng ta gọi quốc gia này là quốc gia nhập siêu, nhập siêu. Rồi đó là cách thứ nhất để chúng ta nhìn về cán cân thương mại. Nếu chúng ta biến đổi một chút thì chúng ta sẽ có cán cân thương mại bằng GDP nào mà trừ cho C cộng Y cộng G. Thì GDP này mang ý nghĩa là dòng thu, và CIG này mang ý nghĩa là dòng chi nào mà. Như vậy thì khi mình biến đổi công thức như vậy thì mình thấy rằng là nếu mà cái cán cân thương mại của mình mà nó dương á, thì mình thấy rằng là như vậy là thu lớn hơn chi, quốc gia mình thu lớn hơn là quốc gia mình chi ròng nào mà. Đó. Còn nếu như mà cán cân thương mại này âm thì điều này cho thấy rằng là quốc gia chúng ta thu thì ít mà chi thì nhiều, cho nên là cán cân thương mại của mình bị âm. Đó. Thì thông qua cái đẳng thức này mình có thể là phân tích cái hiện trạng của nền kinh tế, là mà nền kinh tế mình là thu nhiều hơn chi hay là ngược lại. Rồi vậy thì một cán cân thương mại âm á, thông thường cái cán cân thương mại mà nó thặng dư đó anh chị, thì thật ra là nó tốt, bởi vì là cái cán cân thương mại nó đo lường cái thu và cái chi này là thật hết nào mà, và cái thặng dư thương mại này là tiền, là tiền thiệt, và tiền là tiền trong túi, và đây là do mình sở hữu nào mà. Cái thặng dư này là thặng dư thiệt, tiền là tiền thật, và chúng ta là người sở hữu nó, cho nên là cái cán cân thương mại thặng dư hầu như quốc gia nào cũng khoái hết. Nhưng mà nếu như cán cân thương mại âm đó, thì nó tốt hay nó xấu thì cái này mình phải phân tích nào mà. Cái này mình phải phân tích. Thế thì chúng ta sẽ chia cái này, chúng ta có thu nhập trừ chi tiêu nào mà, thu nhập trừ chi tiêu đây nó bằng với cán cân thương mại, tức là NX đó anh chị, bằng với cán cân thương mại. Và thật ra thì mình cũng có một cái phương trình nữa, đó là thu nhập mà trừ đi cho chi tiêu thì chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm tiết kiệm, saving, phần tiết kiệm lại. Đó mà. Thì cái phần tiết kiệm này nè thì mình chia nó làm hai cái nhóm, đó là tiết kiệm ở khu vực tư nhân private, và tiết kiệm ở khu vực government, tiết kiệm ở khu vực chính quyền. Thì đối với khu vực tư nhân á thì chúng ta biết là khu vực tư nhân
thì sẽ có là Y là sản lượng, làm ra sản lượng của nền kinh tế. Rồi sau đó chúng ta nộp đi một lượng thuế, T là tax, và sau đó chúng ta sẽ chi tiêu thành consumption, tiêu dùng. Như vậy là đây là chúng ta làm ra sản lượng nè, chúng ta nộp thuế nè, và chúng ta làm gì ạ? Và chúng ta sẽ dùng cái này để chi tiêu tiêu dùng. Và cái phần còn lại đó chính là cái saving, là cái phần tiết kiệm của cái khu vực tư nhân nào mà. Đúng không anh chị? Thu nhập anh chị làm ra, anh chị nộp thuế và chị chi tiêu cho tiêu dùng, thì phần còn lại chính là phần tiết kiệm của cá nhân. Thế còn ông chính phủ thì ông làm gì? À, mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và khu vực chính phủ là thông qua cái hàm thuế anh chị, thông qua hàm thuế. Nào mà người tư nhân này đóng thuế cho chính phủ các loại thuế, và chính phủ lấy thuế này chính là nguồn thu, và government này chính là chi tiêu của chính phủ, lấy thu trừ chi, thì cái phần chênh lệch còn lại chúng ta có tiết kiệm của khu vực chính phủ, đúng không ạ? À, chúng ta lấy tiết kiệm của chính phủ chúng ta cộng với tiết kiệm tư nhân, chúng ta ra tiết kiệm domestic. À, đây cái domestic này chính là cái hàm này nè anh chị, domestic nó bằng Y trừ C, mình lấy này mình cộng lại. Thì nó bằng là Y trừ C trừ G. Y trừ C trừ G. Đúng mà, Y trừ C trừ G. Mà tại vì hồi nãy mình có là Y thì bằng gì ạ? Bằng C cộng Y cộng G cộng cho NX. Đúng không ạ? Như vậy giờ mình lấy là C, Y bên đây, mình trừ cho C, mình trừ cho G, thì bên đây nó còn lại là Y cộng NX, đúng không? Rồi. Như vậy bây giờ nguyên cái này là gì? Thì là bằng gì? Bằng nguyên cái cụm bên đây. Bằng nguyên cụm bên đây. Cho nên chúng ta suy ra được NX nó bằng là SB cộng SG trừ ID. Cái này mình thay bằng SB cộng SG đi. Saving của chính phủ trừ cộng cho saving của private. Rồi mình trừ Y. Y mình quăng qua bên đây. Nào mà. Thì mình sẽ có cái này. Thì mình lấy là SB mình trừ cho ID. Rồi. Đây SB trừ Y. Còn SG này là bằng T trừ G. Thì ở đây mình sẽ có một cái. Hai cái góc nhìn về NX. NX này á, có thể là bằng SD trừ ID. SD trừ ID là bằng cán cân thương mại này á, là nó liên quan giữa tiết kiệm và đầu tư. Nào mà tiết kiệm và đầu tư, cái khoản tiết kiệm này nè anh chị, tiết kiệm trong nền kinh tế của mình á, nó như thế nào, rồi cái khoản đầu tư trong nền kinh tế mình như thế nào. Như vậy là nếu như mà cái này mà lớn hơn không thì điều này cho thấy rằng là gì, chúng ta tiết kiệm nhiều hơn khoản mục chúng ta đầu tư, và ngược lại điều này cho thấy chúng ta đầu tư mở rộng nhiều hơn so với khoản mục ta tiết kiệm. Rồi còn nếu như mà chúng ta viết cái NX này, nào mà đây cũng là NX thôi, dưới cái dạng là SB trừ Y rồi T trừ G, thì chúng ta sẽ biết là cái này mình tách ra đây, mình ráp số vô thì mình sẽ biết là cái thâm hụt thương mại, giả sử như giờ đây là số âm thâm hụt này, thì mình sẽ nhìn được là thâm hụt này là do cái gì tạo nên, do khu vực nào tạo nên, khu vực nào tạo ra thâm hụt. Đó mà ví dụ như là cái số đây là ở nhóm bên đây là nhóm tư nhân, còn đây là nhóm chính phủ. Đó mà nhóm tư nhân còn bên đây là nhóm chính phủ, thì mình sẽ biết được là cái nhóm nào nào mà sẽ là cái người gây ra cái thâm hụt, à, cái người gây ra thâm hụt ở khu vực tư nhân hay là khu vực chính phủ, để mà mình biết cái chính sách tài trợ phù hợp trong tương lai. Và từ những cái này thì sau này mình sẽ có một cái những cái số cái case để mình phân tích xem là nó sẽ ảnh hưởng như nào lên tỷ giá hối đoái, nào mà lên ảnh hưởng tỷ giá hối đoái. À, thì đây là cái một cái mối liên hệ giữa cái GDP với lại cán cân thương mại. Nào mà thì cái từ cái cán cân thương mại này nó sẽ chỉ ra chúng ta biết là cái hiện trạng sức khỏe kinh tế quốc gia
là quốc gia này thu nhiều hay chi nhiều, từ đó sẽ tác động lên cái nhu cầu của chúng ta về dòng vốn đâu mà. Từ cái nhu cầu dòng vốn đó nó sẽ tác động lên cái tỷ giá hối đoái, áp lực lên tỷ giá hối đoái. Hoặc là nếu chúng ta biểu diễn cái phần cán cân thương mại dưới dạng là tiết kiệm hoặc là chi tiêu, rồi tiết kiệm của khu vực tư nhân hay là khu vực chính phủ, thì chúng ta sẽ biết được là cái khu vực nào tạo ra cái thâm hụt thương mại, là mà khu vực chính phủ hay là khu vực tư nhân, để chúng ta xây dựng một cái giải pháp cho nó phù hợp. Và những cái sự thâm hụt của khu vực nào thì nó cũng sẽ có tác động lên chính sách, từ đó nó tác động lên cái yếu tố tỷ giá hối đoái của chúng ta. Thì đây là cái mình phân tích sẵn thôi, hôm nay mình để sẵn ở đó, rồi mà mai mốt mình sẽ quay trở lại sử dụng các công thức này để mình bàn về cái sự tác động của cán cân thương mại lên tỷ giá hối đoái ở những cái tình huống cụ thể. Rồi anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? Xin mời mọi người. SP trừ cho Y là thể hiện cái khoản gọi là tiết kiệm tư nhân đó bạn. Rồi, như vậy là mình có cái SP trừ cho Y, đây chính là cái phần tiết kiệm ròng nào mà của khu vực tư nhân, T trừ G là tiết kiệm của khu vực chính phủ, lấy thu trừ chi. Mình thêm cái ID vô đây để mình thấy cái phần tiết kiệm của khu vực tư nhân trừ cho khoản đầu tư nào mà investment. Tại vì cái investment này chủ yếu là đo khu vực tư nhân thôi, còn những cái khu vực đầu tư công nó thuộc về government. Nào mà chữ G này nó bao hàm luôn cái đầu tư công, nào mà đầu tư công. Còn chữ Y là investment, là đầu tư nói chung trong nền kinh tế, và thường nó là tư nhân. Rồi, mình ổn ha. Đó là kết thúc cái nội dung ngày hôm nay. Còn cái số liệu của cái cán cân thanh toán thì mình xem lại. Sao hôm nay mình thấy nó hơi lòng vòng quá. Về cái cách thức ghi cán cân thì mình cứ giới thiệu trước nữa mà. Do cái cách hạch toán trên cái số liệu của IMF nó họ đổi, mình không có theo dõi kịp, cho nên bây giờ mình sẽ nói cái cách này trước. Rồi sau đó mình sẽ ướm chừng với cái số liệu để mình giải thích cho anh chị ha. Nguyên tắc chung của chúng ta là dòng vốn vào. Ở đây nó liên quan đến việc là IMF họ định nghĩa một cái là dòng vốn, một cái là tích lũy vốn thôi. Mình phải đọc lại cái bản hướng dẫn chi tiết của họ để có họ cập nhật số liệu như thế nào. Thì nguyên tắc là cái dòng vốn đi vào đó anh chị. Đó, dòng vốn mà đi vào thì mình ghi dấu cộng. Và dòng vốn đi ra đó, thì mình ghi dấu trừ. Như vậy mình sẽ có, thứ nhất là mình có tài khoản vãng lai. Tài khoản vãng lai thì mình gọi chung là mình có xuất khẩu trừ cho nhập khẩu. Đó, xuất khẩu, nhập khẩu. Như vậy là khi chúng ta có đây, ví dụ chúng ta có tài khoản vãng lai, chúng ta có xuất nhập khẩu hàng hóa đi ha, rồi chúng ta có tài khoản tài chính, financial account, tài khoản tài chính chúng ta có FDI, foreign direct investment. Cho FDI chúng ta sẽ có dòng vốn vào và dòng vốn đi ra, dòng vốn đi vào, dòng vốn đi ra. Cái họ hạch toán cũng là ngược lại mình luôn. Cái mình đi vào đó thì mình sẽ gọi là liability, là nợ,
Còn cái dòng vốn đi ra của họ đó thì họ gọi là asset đó mà. Rồi cái này là sai số đó mà, sai số. Rồi cái thứ tư là cái dự trữ. Rồi đây là bốn khoản mục. Bây giờ mình sẽ điền vào một cái nghiệp vụ để mình coi thử cái cách thức người ta hạch toán như thế nào thôi anh chị. À, mình hình dung cái cách hạch toán. Ví dụ như chúng ta hôm nay chúng ta xuất khẩu được 500 đô la tiền gạo, chúng ta xuất khẩu 1 tấn gạo thu được 500 đô la. Như vậy khi các anh chị đi qua hải quan đó, anh chị nói là tôi xuất khẩu 500 đô la tiền gạo, thì lúc đó hải quan sẽ ghi là xuất khẩu dương 500 đô la, được không ạ? À? Chúng ta bán gạo ra thế giới và chúng ta thu được 500 đô la. Như vậy cái này nó thuộc về nhóm xuất khẩu. Khi anh chị xuất khẩu thì dòng tiền sẽ đổ vào trong nước, trên bút toán đó thì bút toán cộng, được không ạ? À? Về về một bút toán tiền á, trên cái nghiệp vụ xuất khẩu gạo ta ghi bút toán cộng đâu mà giá trị xuất khẩu 500. Bây giờ giả sử như cái người nông dân mà họ xuất khẩu được 500 đô la đó, đồng thời họ dùng cái 500 đô la đó họ mua cái điện thoại luôn, ví dụ như vậy. Cho nên lúc này họ dùng 500 đô la đó họ nhập khẩu, họ đem về 500 đô la, họ khai báo qua hải quan nào mà họ nói rằng đây tôi mới mua cái điện thoại trị giá 500 đô la, thí dụ vậy. Như vậy thì mình thấy rằng là lúc này trên tài khoản vãng lai của mình thì xuất khẩu cộng với nhập khẩu nó sẽ ra không, tài khoản là bằng không. Giả sử tài khoản tài chính cũng không có gì thay đổi, bằng không, là mà sai số bằng không và dự trữ bằng không. Kết quả chúng ta cộng lại nè anh chị thấy là cán cân thanh toán nó bằng mấy ạ? À? Nó bằng không. Đây là kịch bản thứ nhất. À, kịch bản thứ nhất. Rồi cái cán cân thanh toán bằng không này là một yêu cầu bắt buộc anh chị ha, bắt buộc. Rồi bây giờ chúng ta nói tiếp cái tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai là chúng ta cũng ghi nhập khẩu 500 đô la, à xin lỗi, xuất khẩu được 500 đô la, nhưng mà bây giờ cái điện thoại mà ông này ông mua là chỉ có 200 đô la thôi, 200 đô la. Rồi à, như vậy thì mình thấy rằng là còn 300 đô la nó ở đâu? À, 300 đô la nó ở đâu? Thế thì đến cuối năm nay thì người ta mới thông báo cho mình biết rằng là Việt Nam chúng ta có đầu tư ra nước ngoài 300 đô la. Đầu tư ra nước ngoài, dòng vốn đi ra nè anh chị. Dòng vốn đi ra mang bút toán gì vậy? Bút toán trừ. Dòng vốn đi ra mang bút toán trừ anh chị ha. Dòng vốn đi ra mang bút toán trừ. Toán trừ. Như vậy lúc này mình thấy rằng là trên tài khoản vãng lai của mình nó không còn cân bằng nữa. Lấy 500 cộng với 200 nó ra cộng 300, người ta gọi là thặng dư cán cân thương mại. Thặng dư cán cân thương mại, thặng dư cán cân thương mại. Nhưng mà trên tài khoản tài chính chúng ta lại xuất hiện một dấu trừ 300. Đúng không ạ? Tại vì dòng vốn vào không có gì hết. Mà dòng vốn ra là 300. Là do người ta báo cáo rằng là có người Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp nào đó ở nước ngoài trị giá 300 đô la, thí dụ vậy. Cho nên lúc đó cái tài khoản tài chính của mình nó sẽ là 300. Đó mà, và chúng ta gọi đây là thâm hụt trong tài khoản tài chính. À, thâm hụt trong tài khoản tài chính. Thì cái và giả sử như sai số cũng bằng không và dự trữ cũng không có gì thay đổi thì khi ta cộng lại cán cân chúng ta vẫn bằng không. Vì cái tính chất này nè anh chị, vì tính chất này cho nên người ta hay gọi là tài khoản vãng lai và tài khoản tài chính được gọi là bộ đôi hỗ trợ nhau, bộ đôi hỗ trợ nhau. Tức là cái sự mà thặng dư trên tài khoản vãng lai đó, là trên tài khoản tài chính bị thâm hụt, ám chỉ là mình đầu tư ra bên ngoài, vậy tiền đó anh đầu tư. Đây chính là từ cái thặng dư trong tài khoản thương mại trên tài khoản vãng lai. Sự thặng dư trên tài khoản vãng lai đã tài trợ cho cái phần thâm hụt của tài khoản tài chính, cho nên hai cái tài khoản này thường là nó bổ sung cho nhau, cho nên dấu của nó là ngược nhau, dấu nó là ngược nhau, thông thường là như vậy. Đâu mà bộ đôi hỗ trợ, à bộ đôi hỗ trợ, à, tài khoản vãng lai thặng dư thì cái phần thặng dư này nó được dùng để đầu tư, hiểu là vậy, được dùng để tài trợ trong quá trình đầu tư ra nước ngoài anh chị ha. Rồi đó là tình huống thứ hai. Tình huống thứ ba là chúng ta như vậy thì lúc này mình thấy là cán cân á, xin lỗi, tình huống thứ hai thì mình thấy là cán cân thì vẫn cân bằng, nhưng lúc này những cái thành phần nhỏ bên trong là không nhất thiết phải cân bằng nữa,
Tài khoản tài chính không nhất thiết phải bằng không, tài khoản online cũng không nhất thiết phải cân bằng dòng thu dòng chi, mà lúc này nó sẽ xuất hiện thặng dư ở chỗ này, thâm hụt ở chỗ kia, tùy theo dòng thu và dòng chi của nó. Tiếp theo chúng ta nói về cái tài khoản vãng lai, xuất khẩu vẫn ghi nhận 500 như cũ, nhập khẩu chỉ ghi nhận 200, đồng ý luôn. Và lúc này chúng ta thấy tài khoản vãng lai vẫn xuất hiện một khoản thặng dư trị giá là 300 đô la đó, mà tài khoản vãng lai. Bây giờ người ta quan sát tài khoản tài chính, ta thấy rằng là các doanh nghiệp nó báo rằng là năm nay đó là Việt Nam là không có nhận dòng vốn vô hết, nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam nó còn đầu tư ở nước ngoài 200 đô la, mà góp vốn vào công ty nào đó 200 đô la, ví dụ như vậy anh chị ha. Rồi thì lúc này mình mới thấy rằng như vậy còn 100 đô la nó đâu, tại vì là về nguyên tắc là tổng cán cân phải bằng không, cán cân phải bằng không mà. Nhưng mà giờ mình lấy tài khoản vãng lai mình cộng cho tài khoản tài chính thì mình thấy nó cũng tài trợ lẫn nhau được đó, nhưng mà nó vẫn còn một số 100 mình không biết đi đâu hết. Thế thì lúc này ngân hàng nhà nước họ sẽ phải đếm cái dự trữ của mình, coi là từ năm ngoái tới năm nay có gì xảy ra không. Thì nếu như ngân hàng nhà nước đếm vô thấy tôi từ năm ngoái năm nay dư được 100 đô la, chúng ta thấy cái dự trữ ngoại hối nó mang dấu trừ trong cách hạch toán này nè, dự trữ ngoại hối nó mang dấu trừ. Tại vì đối với nền kinh tế của mình thì cái ông ngân hàng trung ương là ổng tách biệt so với nền kinh tế còn lại, cho nên khi mà ổng ví dụ như trong nền kinh tế mình có một lượng đô la mình đầu tư ra bên ngoài, đầu tư ra bên ngoài là dòng vốn đi ra là mình ghi bút toán trừ, đúng không chị? Đây dòng vốn đi ra ghi bút toán trừ, thì khi ông ngân hàng trung ương nè ổng rút cái tiền đô la từ nền kinh tế này để ông bỏ vào két sắt dự trữ đó, người ta cũng xem như là một cái hiện tượng dòng vốn đi ra khỏi nền kinh tế, cho nên chúng ta cũng sẽ ghi bút toán trừ ở trong dự trữ ngoại hối. Xét về mặt dòng vốn, xét về mặt dòng vốn, khi ngân hàng trung ương rút đô la ra khỏi nền kinh tế, ta xem họ tương tự như là việc đầu tư ra nước ngoài. Như vậy lúc này chúng ta ghi là dự trữ ngoại hối tăng lên nhưng mà ghi dấu trừ, tăng lên 100 nhưng lại ghi là dấu trừ 100, tại vì cái thực thể này được xem là độc lập, xem là độc lập đâu mà độc lập với nền kinh tế, ngược chiều với nền kinh tế luôn đâu mà. Đô la lấy ra khỏi nền kinh tế bỏ vào két sắt là nó không có làm cho cái thành nó chứ là nó giảm bớt một cái lượng vốn trong nền kinh tế, thì nó giống như việc chúng ta đầu tư ra nước ngoài, chúng ta làm giảm một lượng vốn trong nền kinh tế, cho nên nó mang mức toán trừ. Thì về nguyên tắc này chúng ta cộng lại tổng cán cân nó vẫn bằng mấy anh chị? Vẫn bằng không. Phải đảm bảo tổng cán cân bằng không thì cái phần sai số này nó sẽ bằng không anh nha, sai số nó bằng không. Rồi đó là một ví dụ số 3 về cách ghi. Ví dụ số 4, vậy đây hết chỗ rồi cho nên mình sẽ ghi như thế này. Giả sử như ngân hàng nhà nước nói không, năm nay tôi không có mua tới 100 đô, tôi mua có 50 đô à. Nào mà trong năm nay tôi chỉ mua được có 50 đô la thôi. Thì lúc đó để đảm bảo cho cán cân thanh toán này có tổng bằng không, thì chỗ này nè, cái phần sai số này nè chị, cái phần sai số này nó sẽ gánh một con số được gọi là trừ 50 đô la. Như vậy cái phần sai số error và omission nó sẽ gánh con số là trừ 50 đô la để đảm bảo rằng là gì ạ? Là tổng cán cân này bằng không, ông sai số này phải xuất hiện. Đúng không ạ? 50, 50, 200, 200 nó tương ứng với cái dòng dấu cộng. Dòng dấu cộng. Như vậy lúc này mình thấy là cái tài khoản tài chính của mình vẫn là tài khoản tài chính bị thâm hụt. Và cái phần thâm hụt này sẽ được tài trợ bởi tài khoản vãng lai nào mà. Nhưng mà ở trong nền kinh tế này, ngoài cái việc mình tích lũy được 50 đô la dự trữ ngoại hối thì còn 50 đô la này là sai sót, sai sót. Sai sót này có thể đến từ cái việc là người ta thống kê chưa có phù hợp về mặt thời gian, cho nên là cái nghiệp vụ nó chưa ghi nhận kịp, hoặc là 50 đô la này nó đã chảy ra khỏi nền kinh tế, nó rò rỉ đâu đó rồi mà mình không biết được đâu mà. Đây được gọi là kinh tế ngầm, hoạt động kinh tế ngầm là mình không biết được ai đó đã dùng 50 đô la này để mua một cái lượng thuốc chữa bệnh nào đó, nào mà không, họ không có giấy phép nhập khẩu loại thuốc này, nhưng mà bằng cái dòng tiền bán 500 đô la này nè anh chị, bằng cái dòng tiền bán 500 đô la này nè, nào mà họ chỉ nhập khẩu có 200 đô la này, họ khai báo thôi,
Và còn 50 đô la còn lại đó anh chị, đâu à, 50 đô la còn lại đó nó đã chuyển thành một cái gì đó, đâu mà chẳng hạn như là một loại thuốc chữa bệnh nào đó mà người ta đã xách tay xách gì đó đem về thị trường Việt Nam để người ta bán ra. Như vậy thì mình thấy rằng nền kinh tế của mình bị mất đi 50 đô la, mình không biết tại sao, tại vì nó thật ra nó vẫn nằm trong nền kinh tế đó thôi, nhưng mình không ghi nhận được nó nữa bởi vì nó diễn tiến với những hoạt động họ không khai báo. Đâu mà như vậy đây gọi là nền kinh tế ngầm. Thì đó mình nói mua thuốc mua đồ là đơn giản, nó còn liên quan đến các nghiệp vụ phức tạp hơn, rửa tiền rồi ta tội phạm vân vân, đại loại là mua những cái hàng quốc cấm thì nó sẽ chuyển thành cái 50 đô la có dấu trừ đó. Như vậy dự trữ ngoại hối là mình đếm được, thay đổi qua mỗi năm ở tài khoản của ngân hàng trung ương, đúng không ạ, thay đổi qua mỗi năm từ ngân hàng trung ương, những cái con số này mình thống kê được thì mình sẽ tìm được cái phần sai số thống kê này. Như vậy một số nhà đầu tư khi họ đầu tư vào nền kinh tế của một quốc gia đó anh chị, đôi khi họ coi cái tài khoản vãng lai của quốc gia này thặng dư hay thâm hụt, tài khoản tài chính quốc gia này thặng dư hay thâm hụt, nhưng cũng có một số nhà đầu tư người ta xem coi là cái phần sai số thống kê này như thế nào, sai số thống kê như thế nào. Sai số thống kê này mà tăng qua các năm thì họ cho rằng đó không phải là sai sót do báo cáo. Sai sót do báo cáo là nó có, nước nào cũng có hết, Anh Mỹ gì cũng có cả chứ không phải chỉ có Việt Nam mình, nhưng cái sai số đó nó ít thôi, gì ít thôi đâu mà, và nó có khuynh hướng giữ ổn định, à nó giữ ổn định. Còn nếu như sai số này, cái con số này mà nó càng càng tăng lên thì nó lại cho người ta một chỉ báo về nền kinh tế ngầm của quốc gia này đang tăng lên. Như vậy có rất nhiều hoạt động trong nền kinh tế này không được kiểm soát và quy mô của nó càng ngày càng lớn hơn. Như vậy quốc gia này luật pháp lỏng lẻo mà các thiết chế quản lý đang lỏng lẻo, làm ăn không được, chẳng hạn vậy. Một số nhà đầu tư người ta lại vậy, cho nên là một số người khác người ta lại nghĩ rằng là phải 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 coi cái dự trữ hay là coi tài khoản vãng lai hay là coi tài khoản tài chính trước khi họ đầu tư. Một số người khác nó không, tôi coi sai số thôi, à tôi coi phần sai số thống kê này, ở đây nó con số nó tuy là nó nhỏ thôi nhưng nó phản ánh được bản chất, mà nó phản ánh được một cái nó là một cái dấu hiệu để cho người ta đoán được cái sức khỏe của nền kinh tế, đồng cái hình thức tổ chức của nền kinh tế. Có thể là cái quốc gia đó có cái nền kinh tế ngầm quá lớn, nào mà thì lúc đó ta sẽ thận trọng hơn. À, thì đó là cái kinh nghiệm cho các anh chị khi mà phân tích cái cán cân thanh toán. Còn về cái cách hạch toán của cái cán cân số liệu ban nãy để mình xem lại, rồi bữa sau mình sẽ hướng dẫn anh chị ha. Còn về cái cách hạch toán của mình là như vậy, thì trên từng cái khoản mục không đòi hỏi là chúng ta phải cân bằng, có thể thâm hụt, có thể thặng dư, nhưng mà về tổng thể thì cán cân nó phải bằng không anh chị. Rồi và thông thường thì tài khoản vãng lai á nó sẽ ngược dấu với tài khoản tài chính, à đây được gọi là cái bộ đôi tài trợ. Đúng mà, như vậy thì cái sự thặng dư trong tài khoản vãng lai mà tài trợ cho tài khoản tài chính á là nó tốt đẹp. Nó tốt đẹp, mình thấy nó tốt đẹp ở chỗ nào? Nó tốt đẹp ở chỗ là tài khoản vãng lai chúng ta biết cái bản chất thặng dư đó là do ta xuất khẩu là hàng hóa ta làm ra, ta bán cho thế giới, ta thu được tiền, tiền đó là tiền của chúng ta, và chúng ta đem cái này nè, chúng ta đầu tư, à chúng ta đầu tư vào cái tài khoản tài chính, mà âm nghĩa là dòng vốn đi ra nhiều hơn dòng vốn đi vào, mà dòng vốn đi ra nhiều hơn dòng vốn đi vào, cho nên mình thấy cái đó là một cái tốt đẹp, nào mà cái đó là cái tốt đẹp, à rồi điều đó là điều tốt đẹp đó. À, còn mà cái dấu ngược lại nền kinh tế ngầm Việt Nam đó hay không thì phải quay cái lại cái bản thống kê đó mình coi đó, cái khoản sai số thống kê đó là mình có đó, mình sẽ bữa sau mình sẽ phân tích đó, mà để mình coi lại cái cách hạch toán IMF đó, mình phải đọc lại coi cách hạch toán như thế nào rồi mình mới đánh giá được cái đó nha. Hôm nay thì không có lấy số liệu minh họa cho các anh chị được. Rồi có số liệu nhưng mà do mình không có đọc kỹ cái phần hạch toán của họ, họ thay đổi cách hạch toán rồi. À, một ý nữa là, nhưng mà cái dấu này ngược lại thì lại lại là có vấn đề anh chị. Cái dấu này nè mà nó ngược lại là mình phải cẩn thận. Đây, ông này nè, dấu cổng mà ngược lại là mình thấy hơi quải. Dấu ngược lại đó là cái này mà tài trợ cho cái này nè. Chẳng hạn như cán cân thương mại của mình nó thâm hụt 300 mà nó được tài trợ bởi cái phần thặng dư của tài khoản tài chính 300 là mình thấy không ổn. Cái 300 thặng dư này anh chị, bản chất phải là của mình, bản chất này là dòng vốn đi vào, dòng vốn đi vào, và mình đem cái 300 này mình đi nhập khẩu,
Như vậy nó phản ánh rằng nền kinh tế của mình phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài, và cái phần nhập khẩu này có thể là của nhà đầu tư nước ngoài, giống như là một giai đoạn trước của Việt Nam mình đó, là các nhà nhập khẩu nước ngoài họ đi mua máy móc nguyên nhiên vật liệu đúng không? Cho nên cái giá trị nhập khẩu mà cao đó là đến từ nhà đầu tư nước ngoài, người ta đi nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất, và họ gây ra một cái sự thâm hụt trên tài khoản balance rất là lớn. Đâu mà mình sản xuất vài chục tấn lúa được có vài trăm vài ngàn đô la thôi, nhưng mà xuất khẩu mà nhập khẩu cái máy tính con chip là tốn đóng tiền đó, chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy rằng là lúc đó cái quy mô mà cái phần tài khoản tài chính này mà nó tài trợ càng nhiều cho tài khoản vãng lai, thì thấy cái sự tài trợ này là nó không có ổn định. Nó không ổn định ở chỗ là cái thặng dư này nè, cái bản chất của thặng dư tài khoản tài chính, tiền này phải là của mình không dùng nó để mình mua tài sản đi vào trong nền kinh tế của mình, mà bản chất này là thuộc về người nước ngoài. Mà cho nên cái tài trợ cho cái thâm hụt thương mại này là nó không có bền vững, mà nó không có phù hợp cho cái nền kinh tế của chúng ta. Đó. Thì nếu như mà cái tình huống mà tài khoản vãng lai dương và tài khoản tài chính mà nó âm đó anh chị, mà tài khoản cái tài khoản tài chính của mình mà nó âm, còn cái tài khoản vãng lai mà nó dương đó, người ta gọi là mình tích lũy tài sản, mình tích lũy tài sản, đúng không? Tích lũy tài sản. Nhưng mà cái tình huống thứ hai á, cái tình huống thứ hai mà mình mới vừa đề cập với anh chị đó, là cái phần tài khoản tài chính của mình nó dương mà tài khoản vãng lai của mình nó âm á, người ta gọi là mình tích lũy nợ. À, tích lũy nợ. Cái tình huống màu đen này gọi là tình huống tích lũy nợ. Chúng ta đang tích lũy nợ của thế giới để tài trợ cho thâm hụt thương mại của chúng ta. Đó. Thì điều đó nó gây ra một sự bất lợi trên kinh tế nha anh chị, gây sự bất lợi trên kinh tế. Thì đó là nói về một vài cái tính chất trong cái phân tích cán cân thanh toán. Rồi anh chị có câu hỏi gì mà xin mời mọi người. Trả lời câu hỏi của anh Tùng là nếu như mà cái hai cái tài khoản này đều dương thì sao? Hai cái tài khoản này dương được gọi là thặng dư kép, đúng không? Thặng dư kép. Một trong những quốc gia có thặng dư kép chính là Trung Quốc, đúng không? Một trong những quốc gia có thặng dư kép là Trung Quốc. Thì ở sau này khi mình học cái bài về can thiệp của Trung Quốc vào trong tỷ giá hối đoái, thì mình sẽ kết hợp với câu chuyện thặng dư kép trong tài khoản vãng lai và cái xử lý của Trung Quốc dẫn tới cái sự tác động lên tỷ giá hối đoái như thế nào. Tài khoản sai số nếu có số âm thì nó sẽ nằm ở đâu? Thì nó nằm ở chỗ sai số chứ nằm đâu tôi vẫn không hiểu ý này.
Câu hỏi tiếp theo là mới đây thì dòng vốn FDI rút ra khỏi Việt Nam do dịch bệnh thì mình đánh giá như thế nào? Cái này hỏi này mình cũng không rõ ý tưởng luôn. Thì nói chung là về mặt nguyên tắc á, là dòng vốn FDI á, dòng vốn FDI là dòng vốn đầu tư lâu dài và nó phục vụ cho việc sản xuất của nền kinh tế, việc làm, tăng trưởng kinh tế và chuỗi cung ứng nữa. Ngày nay có khái niệm về chuỗi cung ứng. Cho nên là nếu như FDI mà nó có khuynh hướng rời bỏ thị trường Việt Nam á, thì điều này có thể gây ra một cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng của Việt Nam nè. Điều này làm cho hoạt động sản xuất của Việt Nam bị ảnh hưởng. Làm cho cái tất nhiên là có thể làm gia tăng thất nghiệp rồi và có thể là kéo giảm cái đà tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam. Thì điều này nó gây bất lợi cho nền kinh tế. Còn thật sự hiệu ứng rồng nó có hay không thì cái đó mình phải chờ đợi thôi. Và FDI đó là FDI nào? Nếu đó là những cái ngành công nghiệp phụ trợ nhỏ lẻ thôi thì có thể nó không quan trọng. Nhưng nếu đó là những cái doanh nghiệp FDI lớn mà họ đã rời bỏ thị trường Việt Nam và đó là cái ngành nghề rất là quan trọng và chiếm một cái tỷ trọng lớn đối với GDP của nền kinh tế Việt Nam, thì rõ ràng cái sự rút lui của FDI đó nó sẽ gây khó cho cái nền kinh tế Việt Nam. Cái nữa thì nó không giống như đơn hàng. Đơn hàng người ta rút đi người ta có thể quay trở lại, nhưng mà FDI họ đi rồi rất có thể họ sẽ không quay trở lại nữa, đúng không? Đâu có, tại vì khi mà dòng vốn FDI người ta không quyết định đầu tư vào nước mình rồi á, thì có thể họ sẽ tìm một nơi khác mà cái điều kiện sản xuất nó tốt hơn, và khi họ đã ổn định sản xuất ở đó rồi thì họ cũng không có quay lại đất nước mình để tìm kiếm cơ hội làm gì nữa. Rất lâu thì mình mới quay trở lại cái vị thế trước dịch bệnh. Cái kế nữa là đơn hàng cũng vậy, ngay cả đơn hàng nếu mà người ta đã đi rồi và người ta đã tìm một cái nhà cung cấp khác rồi thì có thể giá mắc hơn một chút, nhưng mà sẽ có rất nhiều cái nhà đầu tư, xin lỗi, nhà cung ứng ở các quốc gia khác đáp ứng được cái đơn hàng của họ. Thì nếu như mà cái đơn hàng mà đối tác đã được đáp ứng rồi thì họ cũng không có lý do gì để họ quay lại nền kinh tế của chúng ta, đúng không ạ? Họ họ không dùng các nước khác như là một cái nước tạm. Nếu mà ổn định rồi, họ thiết lập được cái chuỗi cung ứng mới rồi thì mình thấy là nó sẽ như vậy, nó phát triển thôi. Thì như vậy mình sẽ phải rất là vất vả trong việc là thiết lập lại cái chuỗi cung ứng, đúng không? Chuỗi cung ứng mà mình lại là, mình không phải là đầu chuỗi, mình phải là người thu mua, mà mình là một trong các mắt xích của chuỗi, hoặc là mình là ở cái nấc khá là thấp, đúng không? Đó thì là mình sẽ gặp rất là nhiều bất lợi. Đó. Một cái kế nữa là mình thấy trước đây là nền kinh tế của chúng ta đó là có lợi thế về nhân công, lợi thế về nhân công giá rẻ này nọ kia, nhưng mà những cái đó giờ đây thì có thể bị thay thế bởi cái máy móc đồ, mà chúng ta thấy là Adidas đã giới thiệu một cái nhà máy sản xuất giày dép mà trong đó là toàn bộ đều là con robot làm hết. Thì đó là một cái thử nghiệm của họ thôi, nhưng mà nó cho thấy rằng là trong tương lai những cái ngành nghề mà chúng ta tự hào rằng là thâm dụng lao động và chúng ta có cái lợi thế cạnh tranh trên đó đó chị, thì giờ đây có thể nó sẽ không còn nữa. Mà dệt may da dày rất có thể sẽ cơ giới hóa, sự phát triển của các cái máy móc robot cách hiện đại thì có thể thay thế con người, mà nó làm việc năng suất cao hơn con người mình rất nhiều, cho nên lúc đó có thể là chúng ta sẽ thất nghiệp. Thì cái người lao động của mình đó, nếu mà mình không có đào tạo tay nghề cho họ, hoặc là tự bản thân chúng ta không tự đào tạo tay nghề, một phần là do áp lực về kinh tế là chúng ta, ví dụ như mình thấy hồi trước giờ là thì thôi học lớp 9, lớp 10 rồi nghỉ ra đi làm công nhân thì sống vẫn được, nhưng mà trong tương lai khi mà những công việc đó nó dần được thay thế bởi máy móc thì lúc đó cái người công nhân đó sẽ họ sẽ đứng bên lề của cái lực lượng lao động luôn, bởi vì là họ có năng lực lao động, đúng không ạ? Đó, họ không có khả năng tái gọi là tái đào tạo để mà làm những cái ngành nghề khác, đòi hỏi phải có một trình độ kỹ thuật cao hơn. Đó là một bất lợi, mình cạnh tranh không lại với các cái nguồn nhân lực đến từ các cái quốc gia gần mình thôi, Đông Nam Á thôi chứ không đâu xa hết. Đó là một bất lợi nữa. Rồi thì chưa kể là sự già hóa của lực lượng lao động nữa, người ta nói là chưa giàu mà đã già rồi, đó là cũng ảnh hưởng.
người mà càng già lớn tuổi thì cái việc mà chuyển đổi nghề nghiệp nó cũng khó đâu mà. Đó, đôi khi mình làm quen một cái việc nào đó mấy chục năm rồi mình chuyển đổi nghề nghiệp đâu có dễ đâu. Cho nên là khi mình gặp sự cạnh tranh từ máy móc, rồi mình gặp sự cạnh tranh từ nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kỹ thuật từ các quốc gia khác, khi mà cái việc đi lại giữa các quốc gia ngày càng dễ dàng hơn á, thì lúc đó chúng ta sẽ thua trên sân nhà luôn á, đúng không? Lúc đó thì người ta là mới là người sản xuất, còn chúng ta làm những công việc mà nó thấp hơn công việc sản xuất nữa, đó mà chúng ta không làm trực tiếp trong nhà máy nữa, mà chúng ta sẽ làm những công việc thấp hơn nữa ở ngoài, thì lúc đó là nó sẽ đe dọa rất là lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Giải pháp để mình thoát khỏi cái này đó là thứ nhất đó là mình phải chất lượng lao động là mình phải gia tăng cái đội ngũ lao động, đúng không ạ? Gia tăng đội ngũ lao động bằng cách là mình phải trang bị cái năng lực về kỹ thuật, trình độ lao động cho người công nhân, mà mình sẽ không thể dựa vào cái nguồn công nhân phổ thông được hoài, mình phải thay đổi thôi, đúng không ạ? Thay đổi, anh chị thấy bây giờ đây nhiều khi có những cái máy in 3D mà người ta còn xây dựng cái những cái gọi là công trình luôn á, đúng không ạ? Tất nhiên đó là những cái thử nghiệm thôi, phải còn khá là lâu nữa thì những cái câu chuyện đó mới thành hiện thực, nó thành một cái gì đó phổ biến. Nhưng mà mình thấy trước mắt là bây giờ mình lớp lớp 5, lớp 6 nghỉ có thể đi xây làm thợ hồ được chẳng hạn, công nhân trên công trường ok, nhưng tương lai có thể những việc đó không còn máy móc nó sẽ làm thay thế chúng ta hết. Thì khi đó nếu mà người lao động không được đào tạo để điều khiển cái máy móc đó thì sẽ gặp sự cố liền, đó mà lực lượng lao động của mình sẽ không thể cạnh tranh được với các quốc gia khác, đó mà khi đó thì mình sẽ gặp một cái điểm đứt gãy rất lớn. Cho nên là một trong những vấn đề đó là cần phải đào tạo cái đội ngũ lao động, đâu mà lành nghề, giỏi kỹ thuật, tăng cường ứng dụng máy móc công nghệ, nắm được cái kỹ thuật công nghệ điều khiển đó, thì chúng ta sẽ có thể là duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình. Bên cạnh nữa đó, mình sẽ tạo các điều kiện để những cái ngành công nghiệp FDI mũi nhọn nó vẫn duy trì và nó đến hướng đến Việt Nam, chứ mình không có thiên về cái hướng thâm dụng lao động nữa, mà thiên về sáng tạo, mà sáng tạo thiết kế và sáng tạo thì sẽ có lợi cho nền kinh tế Việt Nam mình hơn. Ok, anh chị còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Ok, mình sẽ up các cái chương lên để mình chuẩn bị cái slide rồi mình up lên, tại vì cái slide của mình nó ok, mình sẽ gửi cái file bài giảng lên, anh chị sẽ chấp nhận một cái file bài giảng thiết kế hơi khác với cái nội dung mình giảng cho các anh chị rồi, mà nó chỉ về mặt thiết kế là thôi chứ không có gì hết ha, còn nội dung thì y chang. Mình sẽ gửi lên cho anh chị nguyên cái file bài mình có thể đọc trước, nội dung y chang thôi, do mình thiết kế cái phần mỹ thuật lại thôi chứ không có gì hết. Ok, còn một ít thời gian thì mình sẽ nói sơ về cái phần này trước ha. Phần chương 3. Chương 3 là chúng ta nói về lý thuyết ngang giá lãi suất. Ngang giá lãi suất thì trong chương này thì chúng ta sẽ nói đến ba vấn đề. Thứ nhất đó là arbitrage địa phương, nghiệp vụ kinh doanh arbitrage địa phương, arbitrage ba bên, rồi hoạt động kinh doanh trên lệch lãi suất có phòng ngừa, và cuối cùng là chúng ta nói về lý thuyết ngang giá lãi suất. Đó là nội dung của chương này. Hôm nay thì chắc chúng ta chỉ đủ thời gian một chút để nói về arbitrage địa phương, và cao lắm là chúng ta nói một chút về arbitrage ba bên thôi, đó mà. Còn cái phần kinh doanh trên lệch lãi suất có phòng ngừa hoặc là lý thuyết ngang giá lãi suất chúng ta sẽ đề cập đến nó bữa thứ năm cùng với bài tập. Bây giờ mình sẽ nói arbitrage là gì, thì arbitrage là sự vốn hóa trên sự khác biệt của giá niêm yết, nào mà hay mình gọi chung đó là hoạt động kinh doanh trên lệch giá. Kinh doanh trên lệch giá thì có ba cái hình thức arbitrage phổ biến, đó là arbitrage địa phương, arbitrage ba bên và kinh doanh trên lệch lãi suất có phòng ngừa. Arbitrage về mặt lãi suất và có phòng ngừa ta gọi là CIA. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên
đó là cái arbitrage địa phương. Thì cái nội dung ngày hôm nay đó là chúng ta đề cập đến cái câu việc kinh doanh chênh lệch giá mà dựa trên cái sự biến động tỷ giá hối đoái giữa hai cái ngân hàng, giữa hai cái ngân hàng. Thì cái đối tượng hôm nay của mình đó chính là cái cặp tỷ giá hối đoái. Và mình biết rằng là một cái cặp tỷ giá hối đoái đối với một cái ngân hàng nó ít á, thì sẽ có giá mua và giá bán, đồng ý không ạ? Giá mua và giá bán. Và nguyên tắc khi ít giá đó là giá mua sẽ nhỏ hơn giá bán. Giá mua nhỏ hơn giá bán. Và arbitrage được gọi là kinh doanh chênh lệch giá thôi. Thế nào là kinh doanh chênh lệch giá? Kinh doanh chênh lệch giá là chúng ta mua cái gì đó ở mức giá thấp và chúng ta bán cái gì đó ở mức giá cao. Nói một cách nôm na là như vậy. Ở đây ta gọi là sự vốn hóa dựa trên sự khác biệt nào mà của cái giá niêm yết. Vốn hóa tức là chúng ta sẽ mua bán chị nào mà vốn hóa là vậy, capitalize. Còn dựa trên sự khác biệt của giá niêm yết thì một cái hàng hóa nào đó mà giá nó khác nhau thì chúng ta sẽ mua cái hàng hóa này ở nơi có mức giá thấp và bán lại ở nơi có mức giá cao hơn. Và tất nhiên là chúng ta phải giả sử rằng là cái hàng hóa này nó giống nhau. Đâu, cái hàng hóa này nó giống nhau cái đã. Thứ hai là cái chi phí mà mình giao dịch á, mình xem là nó thấp. Chi phí mà giao dịch á, thấp. Thì đây chính là hai điều kiện. Thứ ba đó là giá có sự khác biệt. Đó. Hàng hóa đồng nhất, chi phí thấp và giá có sự khác biệt. Thì ba điều kiện này sẽ phù hợp để tiến hành một hoạt động kinh doanh chênh lệch giá. Nha anh chị. Và khi chênh lệch giá như vậy là chúng ta sẽ mua cái gì đó ở mức giá thấp và bán cái gì đó ở mức giá cao hơn. Rồi, bây giờ mình chị quan sát ở đây. Chúng ta nhìn trên đây, chúng ta thấy đây là cái cặp tỷ giá hối đoái đồng franc Thụy Sĩ và đồng đô la Mỹ. Cặp tỷ giá franc Thụy Sĩ đô la Mỹ. Và ở đây thì người ta có hai cái ngân hàng, đó là ngân hàng C và ngân hàng D. Mỗi ngân hàng thì họ ít cái giá mua và cái giá bán của họ. Giá mua và giá bán của họ. Giá mua thì nhỏ hơn giá bán, cái này là mình biết rồi. Bây giờ mình xem thử coi là có một cái món hàng này nè, đồng nhất tức là giống nhau, nhưng mà liệu hai ngân hàng này nó có mua bán giống nhau không? Mà câu trả lời là khi một hàng hóa có cùng một mức giá, liệu hai cái ngân hàng này nó có mua bán giống nhau không? Thì mình sẽ dễ dàng nhận thấy rằng là không, nào mà không. Và ở đây mình cũng nói luôn để anh chị hình dung là khi chúng ta ít cái kiểu này CHF đô la Mỹ rồi A1, A2. Hôm trước mình nói với anh chị tỷ giá hối đoái là gì? Tỷ giá hối đoái chính là giá cả, là price anh chị, là giá cả. Và price của ai? Price của cái đồng tiền đứng đằng trước này nè, gọi là đồng ngoại tệ. Cái con số mà chúng ta đang nhìn thấy đây chính là giá cả của đồng ngoại tệ, hay là giá cả của đồng tiền đứng đằng trước. Trong tình huống này đây là giá cả của đồng franc Thụy Sĩ. Rồi, giá cả của đồng franc Thụy Sĩ. Franc Thụy Sĩ à, đồng franc Thụy Sĩ đó anh chị. Rồi thì đó chính là giá cả của đồng franc. Đồng franc được ngân hàng mua, ngân hàng C mua với giá là 4,95 và bán với giá là 0,5 đô la Mỹ. Còn ngân hàng D thì mua 505 và bán với giá 510. Giờ mình thấy là giá mua bán của các ngân hàng này là khác biệt nhau, nhưng mà hàng hóa thì có một cặp tỷ giá đó thôi, đâu có gì khác biệt đâu. Đúng mà, nhưng mà người ta lại mua khác nhau, cũng một đồng franc đó thôi, nhưng mà ta mua khác nhau. Như vậy mình thấy cái điều kiện thứ nhất là nó thỏa mãn rồi nè. Giá cả, xin lỗi, hàng hóa đồng nhất nè. Giá có sự khác biệt giữa hai ngân hàng này, giá mua cũng khác, giá bán cũng khác. À, và giả bộ mình coi chi phí này là bằng không đi, đâu mà. Thì mình nghĩ là mình có cơ hội kinh doanh arbitrage, kinh doanh chênh lệch giá để kiếm lời. Như vậy, chúng ta sẽ mua cái gì? Mua là mua cái đồng tiền đứng đằng trước. Đâu mà. Khi anh chị thấy giá, giá đây là giá niêm yết của cái hàng hóa, cái đồng tiền đứng đằng trước này người ta còn gọi là commodity. Commodity. Commodity là hàng hóa, currency là đồng tiền. Đôi khi mình còn gọi như vậy. Mình viết như một error này. Commodity currency, đồng tiền hàng hóa. Đây, đồng tiền hàng hóa. Cái đồng tiền yết á, nó giống như hàng hóa yết ở siêu thị vậy đó. Một ký gạo giá 50, giá 25 ngàn. Một ký thịt giá 100 ngàn, ví dụ vậy. Thì đó là chính là commodity, hàng hóa. Thì ở đây mình thấy rằng là như vậy chúng ta sẽ mua cái gì? Chúng ta cố gắng đi mua cái đồng franc Thụy Sĩ ở cái nơi nào mà người ta bán giá thấp á. Rồi chúng ta sẽ bán lại cái đồng franc Thụy Sĩ đó ở nơi nào đó có giá cao hơn để mình kiếm lời, có được không?
À, rồi mình xem thử coi. Liệu chúng ta có thể đi mua đồng franc Thụy Sĩ tại đâu đó với mức giá thấp rồi bán cái đồng franc Thụy Sĩ ở đâu đó với mức giá cao để kiếm lời được hay không? Nào mà. Rồi. Mình coi coi mình mua ở đâu và mình bán ở đâu. Xin mời mọi người. Mua ở C và bán ở D. Nào mà. Rồi, cảm ơn anh chị. Thì mình thấy rằng là chúng ta thấy ở đây nè anh chị, chúng ta mua đó anh chị, khi chúng ta mua là chúng ta mua cột giá bán. Không biết mua ở đâu, nhưng mà chắc chắn là chúng ta mua cột giá bán của ngân hàng. Chúng ta luôn là người phải mua ở mức giá giá cao hơn nữa mà, ở cột giá bán, mua ở cột giá bán của ngân hàng. Thì giữa cái ngân hàng C và D đó anh chị, là mình mua tại ngân hàng C một đồng franc thì giá có lợi hơn. Tại vì ở ngân hàng C họ bán một đồng franc giá 0.5, còn ngân hàng D họ bán một đồng franc với giá 0.51. Cho nên nếu mình mua, mình sẽ mua tại đây. Và nguyên tắc là mình không thể nào bán trực tiếp về cho ngân hàng C được. Vì mình mà làm như vậy thì mình sẽ lỗ cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán, gọi là spread tỷ giá hối đoái. Cho nên mình chỉ có thể bán chéo thôi, tức là mình mua ở ngân hàng này và mình bán ở ngân hàng kia. Và mình sẽ bán ở đây. À, bán là bán đồng gì ạ? Bán là bán đồng franc Thụy Sĩ. Như vậy ta sẽ mua đồng franc tại ngân hàng C và bán đồng franc tại ngân hàng D. Và thấy hợp lý không anh chị? Mình thấy hợp lý không ạ? Hợp lý. Hợp lý là ở chỗ ta mua giá thấp, mua với giá 0.5 và bán với giá là 0.505 đô la. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ mua. Mua cái gì? Mua đồng CHF tại ngân hàng D theo giá là 0.500 đô la Mỹ rồi bán. Cái động từ mua hay bán này ta luôn dành cho đồng tiền đứng đằng trước anh chị ha. Rồi, bán đồng franc tại ngân hàng, à xin lỗi, cái này ngân hàng C, ngân hàng D với giá là 0.505 đô la. Được chưa? Mọi người có thấy ổn không ạ? Anh chị có câu hỏi gì không? Rồi, mua với giá 0.5 và bán với giá 0.505. Ok, bây giờ mình có một câu hỏi cho các anh chị. À, nếu như anh chị có 1.000 đô la thì anh chị sẽ lời bao nhiêu trong giao dịch này? Nếu anh chị có vốn là 1.000 đô la thì anh chị thử tính giúp mình coi là mình có bao nhiêu tiền lời. Xin mời. Lời 5 đô la. Quá nhanh, quá nguy hiểm và sai luôn rồi. Đô la, 50, 10. Ok. Rồi, chắc chắn cũng sẽ có một đáp án đúng anh chị ha. Rồi, mình sẽ giải đáp án đó đây. Tất nhiên anh chị thấy rằng mình mua với giá 0.505 mà mình bán, xin lỗi, mua với giá 0.5 mà bán với 505. Vậy thì nếu cho mình 1.000 đô la, nhiều anh chị sẽ làm như vậy đúng không ạ? Lấy 505 trừ đi cho 0.5. Đúng không? Lấy giá bán lúc sau trừ giá mua ban đầu rồi nhân cho 1.000 đô la. Và kết quả là ra 50 đô. Không chính xác. Tại sao không chính xác? Bởi vì chúng ta đang kinh doanh cái này là trên một đồng franc Thụy Sĩ. Nếu như đề bài cho mình là ở đây là một đồng franc Thụy Sĩ thì kiếm lời được bao nhiêu đây? Vậy thì nếu như đề bài hỏi anh chị, nếu tôi có vốn gốc là 1.000 franc Thụy Sĩ đó thì anh chị lời bao nhiêu, thì anh chị làm ra đáp án này là chính xác. Nên cái này ta đâu có yêu cầu anh chị là có 1.000 franc đâu, ta nói có 1.000 đô. Thành ra mình không làm cách này được. Mình làm với anh chị là mình không đúng, đó mà. Như vậy thì mình thấy rằng là ở cái ngân hàng C nè anh chị, ở ngân hàng C như đã phân tích là tôi sẽ đi mua đồng franc đúng không ạ? Mà ngân hàng C này là nó bán đồng franc là 1 CHF, nó bán với giá là 0.5 đô la Mỹ. Vậy nếu tôi có 1.000 đô la Mỹ thì tôi sẽ mua được bao nhiêu anh chị? 2.000 franc. Đúng không anh chị? Làm bài toán tam suất nhân chéo chia ngang. Nhân chéo chia ngang là mình ra được 2.000 franc. Một franc giá 0.5 mà tôi có 1.000 đô. Vậy thì tôi sẽ đi mua được 2.000 franc. Rồi sau đó tôi làm gì nữa? Như đã phân tích tại ngân hàng D, tôi đem cái đồng franc này tôi bán đi.
Ở ngân hàng D này mà tôi mà bán 1 franc đó là tôi sẽ bán theo giá là 0,505 đô la. Vậy thì nếu như tôi có 2.000 đồng franc thì tôi sẽ làm bài toán nhân chéo chia ngang. 2.000 nhân cho cái này là ra bao nhiêu anh chị? 1010 đô la. Vậy đây chính là số tiền lời của chúng ta. Tôi đi với 1.000, tôi về với 1010 đô la. 70 đô la chính là tiền lời. Rồi, ổn chưa ạ? Rồi, các anh chị đó hiểu tại sao 10 đô la lại là đáp án đúng, còn 5 đô la là đáp án không đúng không ạ? Có anh chị nào thấy còn lấn cấn hay gì không? Ok, rồi. Đó là bài toán tính lợi nhuận, đúng không ạ? À, thế thì mình thấy rằng là nghiệp vụ kinh doanh này nè, nó làm gì? Để nó làm gì thì mình thấy rằng là chuyện kinh doanh arbitrage này là để giúp cho một hàng hóa nào đó phải có cùng một mức giá, đâu mà để cho quy luật một giá tồn tại. Như vậy mình thấy rằng là trên thị trường hai cái ngân hàng này nó đang giao dịch cùng một cặp tỷ giá hối đoái nhưng nó lại bán ngược nhau. Nó giống anh chị tưởng tượng giống như là cái shop này bán cái áo này 50.000, còn cái shop kia bán cái áo y chang vậy 60, đâu mà. Như vậy là chính cái cơ chế kinh doanh trên lệch giá này nè, nó sẽ làm cho cái hàng hóa này người ta mua đi bán lại đó chị. Thì chính điều này sẽ làm cho giá của cái mặt hàng này nó bằng nhau, nó ngang bằng giá nhau khi chúng ta quy về một đồng tiền chung. Đúng mà. Như vậy trong tình huống này mình thấy cái lực thị trường như sao? Có rất nhiều người có rất nhiều người chạy đến cái ngân hàng C để mua đó anh chị. Thì lúc này cái giá này nè nó sẽ tăng lên anh chị ơi, tăng lên tăng lên đúng không ạ? Bởi vì mình thấy là tại ngân hàng C mà tại ngân hàng C cầu CHF tăng, ai cũng đến đây mua mà giờ nó rẻ quá anh chị, cầu CHF tăng thì dẫn đến giá giá bán tăng, cầu tăng thì giá tăng mà cụ thể là giá bán tăng, tức là cái giá 0,5 này nó sẽ tăng lên, được không ạ? Rồi tiếp. Tại ngân hàng D cung tại đây mình bán mà cung CHF tăng, cung CHF tăng làm cho giá mua tại ngân hàng này sẽ sao ạ? Sẽ giảm xuống gì? Cung tăng cái gì mà tăng tăng cung lên á, lượng cung dồi dào giá nó giảm xuống, đây ai cũng bán vô đây hết giá nó giảm xuống. Như vậy sở dĩ mà mình đi kinh doanh đó là bởi vì mình thấy rằng là mình mua được với giá thấp. Nhưng giờ cái giá thấp này nó tăng lên rồi, nó tăng lên. Rồi mình dự tính là mình bán được với 505. Cái cơ chế này làm cho giá cho đây nó giảm xuống. Kết quả là khi hai này nó hội tụ vô nhau, tức là lúc đó cái cặp franc Thụy Sĩ đô la Mỹ được định giá giống nhau ở giữa hai ngân hàng thì hoạt động kinh doanh chênh lệch giá này sẽ dừng lại. Sẽ không còn ai có cơ hội kinh doanh để kiếm lời nữa. Nha anh chị. Rồi, như vậy là cơ chế kinh doanh chênh lệch giá arbitrage để làm gì? Người ta kinh doanh chênh lệch giá để giúp cho thị trường điều chỉnh đến, tạo nên các lực thị trường để điều chỉnh đến trạng thái cân bằng. Cơ chế kinh doanh chênh lệch giá là nó tạo ra các lực thị trường để nó điều chỉnh và nó làm cho thị trường đi đến cái điểm cân bằng. Ha chị ha, đi đến điểm cân bằng thì đó là cái ý tưởng ở đây. Như vậy là cái sự khác biệt trong cặp tỷ giá hối đoái này giữa hai cái ngân hàng á nó diễn ra rất là nhanh, và thật ra người ta cần phải có một cái thiết bị, cần có cái phần mềm để giúp cho họ có thể vừa chốt cái lệnh mua tại ngân hàng này và vừa chốt cái lệnh bán tại ngân hàng kia. Thì phải có những cái ngân hàng quốc tế á, những cái ngân hàng có cái đường truyền giao dịch mạnh, chuyên kinh doanh ngoại hối, họ theo dõi một cặp tỷ giá hối đoái nào đó và họ dùng cái phần mềm để họ xác định được cái cặp tỷ giá hối đoái chênh lệch giữa hai ngân hàng, khi đó họ tiến hành hoạt động kinh doanh này để họ kiếm lời. Thì cái sự khác biệt này nó cũng khá là nhỏ thôi chứ nó không lớn. Thì họ phải đầu tư một lượng vốn lớn để họ có thể kiếm một khoản tiền lời.
Nhưng mà cái phần mềm đó nó cho phép là họ vừa mua và vừa bán luôn. Đúng mà. Thì khi đó họ bỏ ra một lượng vốn lớn, họ thu hồi lớn, họ họ thu được khoản tiền lời. Nhưng mà cái khả năng mà họ thu hồi vốn rất là nhanh, bởi vì giao dịch này nó chỉ tồn tại có mấy giây thôi. À, cho nên là chỉ có những cái giao những cái ngân hàng lớn thì họ mới có khả năng làm được chuyện này thôi. Chứ còn người bình thường thì mình không làm được. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là chính họ, những cái arbitrager đó, những người kinh doanh chênh lệch giá đó giúp cho cái cặp tỷ giá giữa các cái ngân hàng được niêm yết nó thống nhất nha, là nó giống nha, nó không có một cái sự khác biệt anh chị. Bất kể lúc nào có một sự khác biệt thì cái cơ chế kinh doanh chênh lệch giá này nó sẽ xuất hiện ha, xuất hiện. À, ý tưởng đây là như vậy. Rồi mình có câu hỏi gì mà xin mời các anh chị. Anh chị có câu hỏi gì không? Ở đây thì mình sẽ chỉnh một chút đối với các anh chị này. Như anh chị nói là bây giờ mình mua với giá là 0,005, mình trừ cho 0,5, anh chị tính như vậy là hơi thiếu. Anh chị sẽ tính cái này theo công thức tính tỷ suất sinh lợi R. Mình lấy cái 0,505 này mình trừ cho 0,5 là mình ra cái vốn, cái dòng tiền lúc sau mình thu được là mình trừ cho vốn đầu tư ban đầu nè, mình chia lại cho vốn đầu tư ban đầu nên chị. Mà mình chia lại cho vốn đầu tư ban đầu thì sau đó mình mới nhân cho cái này. Như vậy cái bài toán này của mình là gì? Là tôi lấy R tỷ suất sinh lợi, sau đó tôi nhân cho vốn gốc đầu tư, thì lúc đó chúng ta sẽ ra được đáp án đúng là 10 đô la. Mà như vậy anh chị có phải điều chỉnh cái mẫu số này lại, anh chị sẽ chuyển cái công thức này lại thành công thức là tỷ suất sinh lợi. À, lấy 0,505 trừ cho 0,5 rồi chia cho 0,5 và mình ra được tỷ suất sinh lợi của nghiệp vụ đầu tư. Sau đó mình nhân cho vốn gốc. Thì đối với tỷ suất sinh lợi của mình nó không có đơn vị, mình chỉ nhân cho vốn gốc thôi. Thì lúc đó mình sẽ ra được cái số tiền đầu tư có lời được dựa trên vốn gốc. Rồi, mình nắm được ý này chưa ạ? Bằng cách đó thì mình cũng có thể tính ra được cái số tiền lời. À. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái slide ta biểu diễn về cái điều chỉnh của thị trường ha chị ha. Đây, người ta giới thiệu lại cho mình là cơ chế kinh doanh chênh lệch giá xảy ra như thế nào. Đó là tại ngân hàng C, cầu đồng franc tăng, đồng franc khan hiếm dẫn đến đồng franc tăng giá. Rồi ngân hàng D thì cung franc tăng, đồng franc dư thừa thì dẫn đến là cái giảm giá mua đồng franc. Bây giờ thì chúng ta nói tới cái kinh doanh arbitrage ba bên. Nào mà một cái ví dụ về kinh doanh arbitrage ba bên. Thì cái kinh doanh arbitrage ba bên này nó sẽ liên quan đến cái tỷ giá chéo, cái cross exchange rate mà hôm bữa chúng ta học. Ở đây chúng ta có ba cái ngân hàng số 1 nè, ngân hàng số 2 nè và ngân hàng số 3. Arbitrage địa phương là kinh doanh chênh lệch giá một cặp tỷ giá được niêm yết bởi hai ngân hàng. Cho nên người ta gọi là locational arbitrage, mình dịch là arbitrage địa phương. Vậy là một cái tài sản là một cái hàng hóa, đó là một cái cặp tỷ giá hối đoái mà cái đối tượng giao dịch ở đây là hai cái ngân hàng thôi. Còn đối với arbitrage ba bên đó thì nó là hoạt động kinh doanh trên lệch giá mà dựa trên cái sự khác biệt trong cái cặp tỷ giá chéo được niêm yết bởi ba ngân hàng. Như vậy cái đối tượng giờ đây là nó tăng lên thành ba, cho nên người ta gọi là triangular arbitrage, là kinh doanh trên lệch giá hình tam giác, đúng không? À, kinh doanh ba bên. Rồi bây giờ mình sẽ coi coi là cách thức mình diễn ra như thế nào. Thì ở đây cũng có ghi cho anh chị luôn. Mình thông thường mình thấy là sẽ có hai cái ngân hàng yết một cái cặp tỷ giá thành phần và cái ngân hàng thứ ba là yết tỷ giá chéo. Thì tỷ giá chéo hôm trước mình có một định nghĩa là gì ạ? Tỷ giá chéo là tỷ giá được tính giữa hai đồng tiền thông qua một đồng tiền trung gian. Thì cái đồng tiền trung gian mà phổ biến nhất trên thế giới này chính là đồng đô la Mỹ. Bởi vì do cái đặc tính thương mại của đồng đô la Mỹ và đầu tư đó, cho nên là gần như là quốc gia nào người ta cũng xài cái đồng đô la này hết. Thành ra là cái tỷ giá của cái nước người ta đã so với đồng đô la đã luôn có. Nhưng mà cái tỷ giá hối đoái giữa hai cái nước bất kỳ thì không phải lúc nào cũng có. Được không ạ? À, không phải là cũng có. Chẳng hạn như mình thấy mình đây thôi, Việt Nam mình. Được không ạ? Anh chị có 10, 10, 11 quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà mình đâu phải có tỷ giá hối đoái hết với 11 quốc gia Đông Nam Á đâu, mặc dù mình cùng một hiệp hội với nhau.
Đơn giản, đồng peso Philippines và Việt Nam đồng là nhiêu? Không biết. Đâu mà. Chẳng hạn. Đó, rất rất nhiều quốc gia khác trong Đông Nam Á này mình biết nhưng mà mình không thấy tỷ giá. Đâu mà. Nó chỉ có một vài đồng tiền chính thôi. Ringgit của Malaysia thì có nè. Đâu mà. Rupiah của đồng Indonesia, đồng bạc Thái thì có. Rồi những quốc gia khác. À, đô la Singapore cũng có. Còn mấy nước khác không có. Đó là mình chỉ mới nói tới Đông Nam Á thôi. Còn nhiều hơn nữa là thấy là không có tỷ giá. Nhưng bây giờ anh chị có nhu cầu đi kinh doanh với rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như nếu anh chị giao dịch với một quốc gia nào đó mà nó không có tỷ giá niêm yết bởi ngân hàng thì giờ làm sao? Chẳng hạn như vậy. À, thì đó mình sẽ có nhu cầu tính ra cái tỷ giá chéo. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta lấy cái đồng đô la Mỹ làm cái vật ngang giá đó chị. Đúng không? Bởi vì quốc gia nào cũng sẽ có tỷ giá yết theo đồng đô la Mỹ hết. Thì trên cơ sở lấy đồng đô la Mỹ là đồng tiền trung gian, chúng ta sẽ tính tỷ giá chéo của hai đồng tiền bất kỳ và theo cái nguyên tắc mà hôm trước chúng ta học rồi đó, đúng không ạ? Đồng tiền trung gian nằm theo một đường thẳng, phép tìm ra tỷ giá chéo sang phép tính chia, và nếu ta chia thì ta sẽ chia theo một đường chéo. Còn đồng tiền trung gian nằm theo một đường chéo, phép tìm ra tỷ giá chéo sang phép tính nhân, và khi ta nhân thì chúng ta sẽ nhân thẳng hàng ha. Và như vậy chúng ta sẽ tính tỷ giá chéo. Có ba ngân hàng thì làm sao biết là ba cái ngân hàng này ít giá giống nhau? Như vậy chúng ta sẽ lấy hai cái ngân hàng này nè, chúng ta tính ra một cái tỷ giá chéo. À, chúng ta tính ra một tỷ giá chéo rồi ta mới so sánh với cái tỷ giá chéo này. Đó mà giữa hai cái ngân hàng này nó có một cái điểm chung mà mình có thể gom nhóm nó lại được, đó là mình tính ra tỷ giá chéo, mình tính ra cặp tỷ giá bảng Anh và đồng krona Thụy Điển. Rồi sau đó mình so sánh giữa cái cặp tỷ giá bảng Anh krona này để coi có cái mà mình đang gom thị trường một và hai đó với lại cái ngân hàng số 3 này nó ít có giống nhau không. Nếu mình tính ra mà giá y chang nhau luôn, ok rồi xong không kinh doanh được. Nhưng nếu mình ít ra, nếu mình tính ra được giữa một và hai khi tính ra cặp tỷ giá chéo này nó khác biệt nhau, vậy thì mình sau khi mình so sánh mình thấy nó khác biệt đây thì mình nghĩ đến cơ hội kinh doanh arbitrage. Và khi mình kinh doanh arbitrage thì mình sẽ đi mua cái đồng tiền nào đó mà bị định giá cao, à, bị định giá cao, à, đồng tiền đã bị định giá cao, giờ mình bán cái đồng tiền bị định giá thấp. Rồi, ok. Bây giờ bước đầu tiên, anh chị xin mời mọi người tính giùm tỷ giá chéo. Mọi người tính giùm tỷ giá chéo bảng Anh krona đi nào. Xin mời. Khi tính tỷ giá chéo là mình nhớ cái này ha, đồng tiền trung gian nằm theo một đường thẳng, phép tìm ra tỷ giá chéo là phép tính nhân. À, thẳng thì mình làm chia thì mình chia theo một đường chéo. Còn nếu đồng tiền trung gian nằm theo một đường chéo, phép tìm ra tỷ giá chéo là phép tính nhân, và nếu chúng ta nhân chúng ta sẽ nhân thẳng hàng. À, mình nhớ sáu cái chữ đó. Rồi xin mời các anh chị. À, xin mời mọi người. Dạ thầy ơi, cho em hỏi thầy.
À, xin lỗi các anh chị. Để ý. 1.99, đây là 2.10. Xin lỗi mọi người. Anh chị sửa lại giúp mình chỗ này là số 2 đi anh chị. 1.99 và 2.00. Chứ phải là 1.2, xin lỗi anh chị. Ok. Rồi, thì hầu hết các chị đã tính ra được cái tỷ giá chéo ha, theo cái hướng dẫn lần trước. Thì mình sẽ tính được ra tỷ giá chéo. Ở đây thì đây 1.99. Ở đây mình thấy đồng tiền trung gian này là anh chị nó nằm theo một đường thẳng, phép tìm ra tỷ giá chéo sẽ là phép tính chia, và nếu mình chia thì mình sẽ chia theo một đường chéo, tức là mình lấy đây mình chia chỗ này. Đúng không ạ? Còn đây. Này, đây là tỷ giá chéo thích hợp. Đó là tỷ giá chéo này mình gom từ ngân hàng số 1 đó chị, và ngân hàng số 2 mình tính ra 1 này, 2 này, 3 này. Rồi. Bây giờ là tới tới cái mình phân tích à, cái mình phân tích. Thì mình thấy rằng là chúng ta sẽ đi mua mà. Mua. Khi chúng ta mua thì chúng ta luôn ở cột giá bán. Lúc này anh chị chỉ cần quan tâm đến cái giá niêm yết, cái tỷ giá chéo niêm yết và cái tỷ giá chéo thích hợp mà chúng ta mới vừa tính ra thôi, đúng không? Cho nên lúc này chúng ta sẽ đi mua à. Chúng ta đặt động từ mua trước, và mua thì ta luôn quan sát ở cột giá bán. Như vậy lúc này chúng ta sẽ đi mua, mua tại mức giá 10. Giữa hai cái ngân hàng này thì mình sẽ mua tại mức giá 10, đúng không? Mua tại mức giá 10. Và mua cái gì à, mua cái gì thì là mua cái đồng tiền đứng đằng trước. Đúng không? Chúng ta biết rằng là đây là giá của đồng bảng Anh, cái price này chúng ta đi mua cái hàng hóa, cho nên chúng ta sẽ đi mua đồng bảng Anh. Và mua ở đâu? Chúng ta mua tại ngân hàng 1 và 2. Tại vì cái tỷ giá hối đoái thích hợp này nè, mình tính được là từ ngân hàng số 1 và số 2. Cho nên cái nơi mà mình mua phải là ngân hàng số 1 hoặc số 2, được không ạ? À? Rồi mình làm gì nữa? Mình bán. Mình bán với giá cao đúng không ạ? À? Bán ở đây. Bán theo giá mua nè. Và bán với giá cao nè, 10.8 nè. Thì mình bán ở đâu? À, bán ở bán đồng tiền nào thì mình bán cũng là bán đồng tiền đứng đằng trước. Cái động từ bán hay mua luôn dành cho đồng tiền đứng đằng trước. Và bán ở đâu thì là bán tại ngân hàng số 3. Được chưa? Đó là cách mình làm. Thật ra đó thì trong cái bài arbitrage này á là mình chỉ tìm cái đường chéo thôi. Cái đường chéo ở đây. Cái đường chéo để được xác định bằng cách là chúng ta mua tại đây nè anh chị và bán như này. Mua với giá 10 và bán với giá 10.8, hoặc là cái đường chéo ngược lại. Thì mình thấy đường chéo ngược lại là không khả thi. Chúng ta không thể nào mua với giá 11 và bán với giá 9.48 được. Cái đường chéo này là không khả thi, không có đường chéo này. Như vậy, trong cái bài kinh doanh chênh lệch giá đó chị, trong cái bài kinh doanh chênh lệch giá đó, thì nó tồn tại tối đa một đường chéo thôi. Nó chỉ tồn tại tối đa một đường chéo, tồn tại tối đa một cái cơ hội kinh doanh để kiếm lời thôi. Nha anh chị. Ha, tồn tại tối đa một cái cơ hội kinh doanh để kiếm lời. Này. Rồi, như vậy bây giờ giả sử như nếu đề bài cho anh chị là 10.000 đô la thì anh chị làm sao? 10.000 đô la. 10.000 đô la. Thì như chúng ta đã phân tích là chúng ta đi mua đồng bảng Anh tại ngân hàng số 1 hoặc số 2. Cho nên giờ mình lên ngân hàng số 1, số 2 mình coi thử trong túi của mình thì có đô la. Đúng không? Ở ngân hàng số 1 thì nó giao dịch bảng Anh. À, hợp lý quá rồi. Như vậy chúng ta sẽ đến ngân hàng số 1. Tại ngân hàng số 1 chúng ta làm gì vậy? Chúng ta đi mua bảng Anh. Anh chị nhớ là chúng ta luôn dùng cái động từ mua hay bán cho đồng tiền đứng đằng trước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái giá hỏi mua hoặc cái giá chào bán này nè là dành cho đồng tiền đứng đằng trước. Nhiều anh chị, chúng ta biết là người ta mua bảng Anh thì mua theo giá nào ạ? À? Mua theo giá chào bán, tức là giá 200. Đây, mua theo giá này.
nhiều anh chị là lại không không lập luận là mua bảng Anh, mà chúng ta hay nói là tôi bán đô la Mỹ đi, bán đô la Mỹ đi. Nếu anh chị nói chữ bán đô la Mỹ, anh chị rất là dễ bị ám ảnh bởi cái chỗ là bán theo giá mua. Đó, mình hay bị ám ảnh bởi câu chuyện là bán theo giá mua, và mình sẽ chọn ngay giá này mình làm sai. Đó, cho nên mình đừng có bao giờ là quy cái động từ mua hay bán này cho cái đồng tiền đứng đằng sau hết. Mình biết rằng trong tình huống của mình bán đô la để mua bảng Anh, chính xác rồi, nhắc đến tỷ giá hối đoái là bán đồng này và mua đồng kia, nhưng mình luôn dùng cái động từ, mình luôn nhấn mạnh cái động từ cho đồng tiền đứng đằng trước, mình lờ đi cái đồng tiền này, mua bảng Anh thôi, mua bảng Anh để mình chọn chính xác là mua theo giá bán, được chưa? Mua với giá 2.0, được chưa? Đó là kinh nghiệm ha. Rồi như vậy mình sẽ đi mua bảng Anh, mình sẽ đi mua bảng Anh, thay vì nói bán đô la hãy nói đi mua bảng Anh. Thì mình đi mua bảng Anh thì mình mua theo giá chào bán là 2.0 nha anh chị. Rồi nếu mà mình đổi á, theo nguyên cái này nè, mình có một cái kinh nghiệm nho nhỏ thôi, đó là nếu như mà mình đổi từ cái đồng tiền đứng đằng trước ra đằng sau, nếu nếu mà mình đổi cái đồng tiền đứng đằng trước nè anh chị, đứng đằng trước ra đằng sau, thì mình sẽ nhân cho cái tỷ giá hối đoái. Còn nếu mình đổi cái đồng tiền mà đứng đằng sau ra đằng trước nè anh chị, là mình sẽ chia cho tỷ giá hối đoái. Thì trong cái bài này rõ ràng là mình đổi từ đồng đô qua đồng bảng Anh là xuôi chiều, là ngược chiều, xin lỗi, đổi từ đằng trước ra đằng sau là mình sẽ chia cho tỷ giá hối đoái này đi. Như vậy mình sẽ thu được là 5.000 bảng Anh. 5.000 bảng Anh. 5.000 bảng Anh. Sau phi vụ này mình thu được 5.000 bảng Anh. Sau khi có bảng Anh xong rồi thì như mình đã nói là mình làm gì ạ? Là mình sẽ đi bán nó đi. Đây, động từ bán của mình này xuất hiện ở đây. Mình sẽ bán bảng Anh tại đâu ạ? Bán GBP đi, tại ngân hàng số số 3. Và mình bán ở đây thì mình bán theo giá mua, tức là mình lấy cái giá 10 chấm chấm 8 ra để mình xài, bán là bán theo giá mua. Và vì mình đổi từ đồng bảng Anh qua đồng krona, cho nên mình sẽ nhân cho cái tỷ giá hối đoái này, vì mình đổi xuôi chiều từ đằng trước ra đằng sau mà, cho nên mình sẽ ra được là 54.000 krona Thụy Điển, SEK. Rồi sau khi có bao nhiêu đây SEK rồi thì mình lại đổi ngược lại nó qua đô la Mỹ, và mình sẽ đổi nó tại ngân hàng số số 2 đó mà, ngân hàng số 2. Tại ngân hàng 2 mình làm gì? Tại ngân hàng 2 thì mình thấy rằng là mình sẽ đi bán krona, bán SEK đi. Mình đừng có nói đổi lại đô la, mình đừng nói đi mua đô la, mà hãy nói đi đi bán SEK. Khi ta bán SEK thì ta sẽ bán theo giá nào ạ? Khi ta bán SEK thì chúng ta sẽ bán theo giá giá mua anh chị ha, bán với giá 0.2, bán theo giá mua, bán theo giá hỏi mua. Và vì chúng ta đổi từ đồng SEK ra đồng đô la Mỹ là đổi xuôi chiều, cho nên ta lại nhân cho tỷ giá hối đoái. Lúc này chúng ta lấy 54.000, chúng ta nhân cho 0.2, chúng ta sẽ ra được là 10.800 đô la. Như vậy chúng ta sẽ có một khoản tiền lời là bao nhiêu ạ? Là 800 đô la. Sau cái này chúng ta sẽ có một khoản tiền lời là 800 đô la. Rồi. Thì đây là cách chúng ta phân tích đường đi, và sau đó chúng ta sẽ viết chúng ta sẽ phân tích cái cách mà chúng ta đã làm, mua đồng tiền nào, bán đồng tiền nào, đúng không ạ? Chứ còn để mà tính ra lợi nhuận thì mình tính rất là nhanh, mình tính R bằng 10.8 trừ cho 10 rồi chia lại cho 10. Đúng không? Là mình sẽ ra được cái suất sinh lợi trong tình huống này là 8%. Mình lấy R này mình nhân cho vốn gốc. Vốn gốc người ta cho là mình làm 10.000 đô đó. À mà thì mình nhân vô là mình sẽ ra được nhiêu ạ? Lấy 8% mình nhân cho 10.000 là ngay lập tức mình sẽ ra số tiền lời là bằng 800 đô la. Mà để tính ra tiền lời thì mình sẽ tính rất là nhanh sau khi mình xác định đường chéo. Thì ở đây mình cũng lưu ý nữa là khi mình làm bài, có thể là trong một số tình huống chẳng hạn như là mình làm bài trắc nghiệm chẳng hạn, thì mình chỉ cần tính tỷ suất sinh lợi thôi, nhưng mà mình lưu ý rằng là đôi khi cái số mình tính đây nó không tròn,
tỷ giá hối đoái mà ta cho đâu chắc gì nó tròn nữa. Trong bài này là ví dụ hay cho tròn thôi, còn một số bài khác thì chỗ này nó sẽ ra lẻ, và vì nó ra lẻ như vậy cho nên nó dẫn đến là cái tỷ suất sinh lợi trên đây nó sẽ gì ạ, nó cũng không có tròn 8% như mình thấy đâu, và như vậy cái này nó sẽ gần bằng thôi. Mình làm tròn hai ba lần thì khi mình tính ra cái đáp án chỗ này nè, mình nhân vô cái này thì đáp án này nó sẽ lệch đi, à, cái đáp án mình tính nó sẽ lệch đi so với đáp án của đề bài, thì lúc đó mình lựa chọn đáp án cho nó cẩn thận nha anh chị. Rồi thì mình chỉ nhắc cho anh chị cái tình huống là mình dùng cái tỷ suất sinh lợi mình tính thôi. Rồi mình sẽ nói nhanh cái này luôn là thị trường sẽ như thế nào, mà thị trường rồi sẽ như thế nào sau khi chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, à đó mới là cái vấn đề của chúng ta. Sau khi chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh chênh lệch giá rồi thì thị trường sẽ phải điều chỉnh, thị trường sẽ xuất hiện các lực thị trường để điều chỉnh và làm cho cái cơ hội kinh doanh này biến mất ha, gì ha, làm cho cơ hội kinh doanh biến mất. Vậy thì họ làm cái gì, à, các lực thị trường như thế nào, thì ở đây mình sẽ phân tích ở đây, à, tại ngân hàng, tại ngân hàng số 1 cầu bảng Anh tăng, vì chúng ta mua bảng Anh ở đây nè, cầu bảng Anh tăng suy ra giá bán tăng, cầu tăng thì giá tăng, rồi chỗ này tăng nè. Rồi tại ngân hàng số 3 cung GBP tăng, dẫn đến giá mua giảm, cái giá 10.8 này giảm xuống nè anh chị. Rồi tại ngân hàng số 2 cung SIK tăng, dẫn đến giá mua giảm, này giảm nè anh chị. Chúng ta kinh doanh arbitrage được đó là bởi vì chúng ta đã mua với giá 10.8 và sau đó chúng ta bán với giá nhiêu ạ? À? Chúng ta mua với giá 10 và chúng ta bán với giá 10.8. Nào mà chúng ta sở dĩ kinh doanh được là bởi vì chúng ta có cái đường chéo này nè. Chúng ta mua với giá 10 rồi chúng ta bán với giá 10.8. Nhưng mà chúng ta thấy là cái con số mà tính nên cái mức giá 10 đó anh chị thì nó là sao ạ? À? Nó đang thay đổi tử số của nó, cái số 10 này nè anh chị, cái số 10 này được tính bằng cách là chúng ta lấy 2,0 ở trên này chúng ta chia cho 0.2 nè, bạn giờ công tử số này ông tăng lên còn công mẫu số này ông đang giảm đi, cho nên cái số 10 này sẽ có khuynh hướng tăng lên, trong khi đó cái áp lực arbitrage làm cho cái số 10.8 này giảm xuống. Vậy đến một lúc nào đó khi hai cái này nó cân bằng với nhau thì hoạt động kinh doanh arbitrage sẽ không còn khả thi nữa. Nào mà sẽ không còn khả thi nữa. Bởi vì lúc đó là cái tỷ giá chéo đã được định giá giống nhau giữa ba cái ngân hàng. Thì lúc đó hoạt động kinh doanh chênh lệch, kinh doanh arbitrage ba bên nó sẽ dừng lại. Rồi, ổn không ạ? À? Anh chị có câu hỏi gì không ạ? À? Đó là cách mình phân tích các lực thị trường nào mà. Ở đây thì có một cái bài tập cho mọi người về nhà làm nào mà. Trong cái file mà mình gửi cho anh chị cũng có cái bài tập này luôn nào mà, anh chị có thể theo dõi trong slide nào mà. Mà một bài tập này và một bài tập nữa nào mà. Bài tập này thì trong slide cũng có nói luôn về cái đáp án luôn rồi, nhưng mà mình tính coi ra làm sao đáp án, và quan trọng là mình phải nêu các lực thị trường để bữa thứ năm mình sẽ sửa cho anh chị ha, và còn một cái bài tập thứ ba nữa, thứ hai nữa. Bài tập này thì viết tiếng Anh cho nó vui vậy thôi chứ thật ra thì nó cũng đơn giản. Đó, hai cái ngân hàng ít cặp tỷ giá thành phần, ngân hàng thứ ba ở Sydney thì ít cặp tỷ giá chéo, và chúng ta có một công ty đa quốc gia bắt đầu với một cái triangular arbitrage, à, bằng cách là selling tức là bán 1 triệu yên Nhật, rồi chỉ vậy thôi, và người ta yêu cầu mình tính cái lợi nhuận trong giao dịch này, lợi nhuận hoặc là lỗ, thì anh chị có hai cái bài tập như vậy để mình chuẩn bị cho bữa học sau, rồi được không ạ? À? Trong trong cái file bài tập mà mình đã gửi lên, xin lỗi, trong cái bài giảng mà gửi ở trên MS là mình cũng đã có nêu rồi, có cái hai cái bài tập này luôn rồi.
anh chị có thể xem trong đó và làm. Anh chị nhớ là ngoài cái việc tính lợi nhuận, xác định phương trình lợi nhuận, mình cũng tính luôn các cái lực thị trường này ha, tại ngân hàng nào cầu cái nào tăng, cung cái nào tăng, và cái đồng tiền nó giảm giá, thay đổi giá như thế nào. Rồi anh chị mình còn có câu hỏi gì không ạ? Xin mời mọi người. Ok, nếu như chúng ta không có câu hỏi gì hết thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha các anh chị. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn và xin chào các anh chị.